Nam mô Tát Sa Pa Ga Va Tu A Ra Ha Tu Sam Ma Sam Bu Đa Sa. Nay học bài thiền niệm ân Đức Phật. Pháp môn niệm Phật đây. Hôm nay thì học về thiền, tất cả là trong các cái pháp môn thiền là có cái 40 đề mục thiền định, và các cái thiền tuệ là có 16 tầng thiền tuệ. Học về các pháp môn thiền để áp dụng thực hành thiền thì cái bài đầu tiên đó là các cái pháp môn thiền về tùy niệm, trong tùy niệm Phật, tùy niệm pháp, tùy niệm tăng, tùy niệm giới, tùy niệm thí, tùy niệm thiên. Các cái pháp môn tùy niệm này về là những cái pháp mà mình có thể ứng dụng được ở bất cứ nơi đâu, bất cứ lúc nào. Thì là một người Phật tử thì ai cũng phải biết cái cách niệm Phật để mình niệm cho nó đúng. Và nó trong đó có cái pháp thiền niệm ân Đức Phật. Cái pháp này là cái cũng là một cái pháp để hành thiền. Cái pháp này cũng sẽ hỗ trợ cho những cái sự tu tập của mình, trong cái quá trình tu tập của mình, cũng gọi là pháp thiền bảo hộ. Pháp thiền nó sẽ bảo vệ mình không bao giờ bị mất niềm tin vào Tam Bảo, không bao giờ bị đánh mất niềm tin vào Đức Phật. Cái pháp môn thiền này và nếu mà người thực hành thiền này thì mình sẽ đặt cái niềm tin vào đúng, mình biết phát triển cái niềm tin của mình đối với một cái bậc mà mình đáng tin tưởng. Tức là ai thường thường thì có người thì hay có niềm tin ấy, và đôi khi mình đặt cái niềm tin của mình vào những cái người không đáng tin tưởng, hoặc là mình đặt cái niềm tin của mình vào cái người đáng tin tưởng. Đấy, thì cái niềm tin nó sẽ rất là quan trọng. Khi mình có niềm tin đúng rồi thì mình mới có cái sự thực hành đúng, mới có cái sự tinh tấn đúng, mới có cái chánh niệm, có chánh định, có chánh tuệ, mới có chánh trí. Còn nếu mình có niềm tin sai là mình sẽ có cái sự thực hành sai, mình có nỗ lực công phu mình bỏ ra thì mình sẽ tinh tấn sai đường, mình sẽ phát triển thành tà niệm, tà định, tà tuệ, tà giải thoát. Vậy cái đức tin mà đạt đúng đối tượng nó rất là quan trọng. Vậy cho nên là cái việc thiền niệm ân Đức Phật là cái việc cũng rất là quan trọng. Thế nào là thiền niệm ân Đức Phật? Thế mình muốn hành thiền niệm ân Đức Phật thì làm sao? Thiền có nghĩa là tập trung tâm vào một đối tượng, thì đấy là thiền. Niệm là tưởng nhớ đến đối tượng. Ân Đức Phật là các cái đức tính cao thượng của Phật. Vậy thiền niệm ân Đức Phật là tập trung tâm vào hình ảnh của Đức Phật và tưởng nhớ đến những cái đức hạnh cao thượng của Đức Phật. Đấy là thiền niệm ân Đức Phật. Nên những cái người nào mà hay đọc những cái sách về cuộc đời Đức Phật thì lúc nào mình cũng khởi lên cái mình tưởng nhớ tư duy về cuộc đời của Đức Phật, về những cái hạnh nguyện tu hành của Đức Phật từ quá khứ cho đến cái lúc mà mình Đức Phật trở thành Phật đi thuyết pháp độ sinh. Những người nào mà đọc học có cái pháp học nhiều, pháp học mình nghiên cứu nhiều, thì mình cũng cái người đấy cũng hay có cái tâm là mình luôn luôn tưởng nhớ đến hình ảnh Đức Phật, tưởng nhớ đến cái giáo pháp của Đức Phật. Thì mỗi một lần mình tưởng nhớ đến đấy, mình cũng khởi lên cái tâm hoan hỷ, khởi lên cái tâm cung kính, thì cái đấy nó cũng là một trong những cái dạng niệm Phật, gọi là tưởng niệm đến ân Đức Phật. Và một cái người nữa mà có cái sự niệm Phật chuyên sâu nữa, đó là mình nhiếp tâm, tập trung tâm vào đối tượng, đó là tập trung tâm vào hình ảnh của Đức Phật, tưởng nhớ đến các cái ân đức cao thượng của Phật, mà mình sẽ phát triển được những cái tâm thiền, sẽ phát triển được cái tâm thiền, đó là thiền niệm ân Đức Phật, lấy Đức Phật làm đối tượng, lấy cái ân đức của Phật làm đối tượng. Thiền niệm ân Đức Phật là cái người đó lấy ân đức của Phật làm đối tượng. Thế nào là ân đức của Phật? Vậy thì cái ân đức của Phật là ân đức gì? Là những cái gì mà những cái đức tính cao thượng của Phật này, ân đức tức là
Đức Phật có rất nhiều những cái đức tính cao thượng, đức tính cao thượng về những cái đức hạnh như là cái lòng từ bi, thì xả cái tâm và cái trí tuệ, cái trí tuệ giác ngộ rộng lớn cao siêu. Thì đấy là những cái ân đức của Phật. Vậy thì đó là những cái hạnh và của Phật và cái trí của Phật, thì đó mới gọi là ân đức. Có 9 ân đức của Đức Phật để cho mình tưởng niệm. Vậy thì Đức Phật sẽ có 9 cái ân đức. Ân đức thứ nhất là A-la-hán, và hay còn gọi là ứng cúng. Ân đức thứ hai là Sama-sambuddho, hay còn gọi là chánh biến chi. Ân đức thứ ba Vichara-charana-sambanno, hay là minh hạnh túc. Ân đức thứ tư là Suhato, thiện tệ. Ân đức thứ năm Lokavidu, thế gian giả. Ân đức thứ sáu Anuttaro-purisadama-sarathi, vô thượng sĩ, điều nhị trưởng phu. Ấn đức thứ bảy Sethara-vamanusanam, thiên nhân sư. Ấn đức thứ tám là Buddha, là Phật. Ấn đức thứ chín là Bhagava, thế tôn. Đây là 9 cái ấn đức của Phật. 9 cái ấn đức này thì mình phải học thuộc lòng. Người niệm Phật thì sẽ niệm từng cái ấn đức một. Đầu tiên là niệm từng ấn đức một, và sau đó thì mình sẽ niệm thành công cái ấn đức thứ nhất thì niệm cái ấn đức thứ hai, rồi đến ấn đức thứ ba, thứ bốn, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, thứ tám, thứ chín. Rồi là rồi dần dần khi nó thuần thục rồi thì một lần mình sẽ niệm cả 9 ân. Còn lúc đầu mình phải niệm từng ân một, ân một. Arahang sammasambuddho vicchacharana sambandho sukhato lokavidu anuttaro purisadama sarathi satarepamalu sarambuddho bhagavati. Còn niệm bằng cái âm Hán là ứng cúng, ứng chánh biến chi, minh hạnh túc, thiện tuệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, hiệu ngự trưởng phu, thiên nhân sư, Phật thế tôn. Các cái ân đức này thì để mình niệm. Thì những cái ân đức này cần phải học thuộc thì mới niệm được. Người niệm ân đức Phật này là một cái pháp môn này cũng rất là khó. Pháp môn như thiền niệm hơi thở thì mình không cần phải học nhiều, nhưng mà ai mà muốn thực hành thiền niệm ân đức Phật thì người đấy lại phải học rất là nhiều. Người nào có cái hiểu biết nhiều về về cái hạnh nguyện trí tuệ của Phật ấy, tức là người có cái kiến thức pháp học nhiều ấy, thì cái niệm ân đức Phật dễ. Còn những người nào mà cái kiến thức pháp học ít thì hoặc là không có thì niệm ân đức Phật lại là một cái đề mục lại khó. Niệm ân Đức Phật không phải là một đề mục dễ, mà nó là một đề mục khá là đòi hỏi nhiều cái sự hiểu biết, cái sự cái lý thuyết, cái học, cần phải học nhiều thì mới thực hành được cái pháp niệm ân Đức Phật này. Cái nghĩa tiếng Việt này, Việt ngữ của 9 ân Đức Phật, cái ân đức thứ nhất, Đức Thế Tôn là bậc xứng đáng được cung kính cúng dường. Cái ân A-la-hăng ấy, A-la-hăng, Đức Thế Tôn là bậc xứng đáng được cung kính cúng dường, hay là ngài là bậc toàn giác trí, là Sammasambuddho. Thứ ba là minh hạnh túc, Vichacharana Sambandho, là bậc thầy đủ cả minh và hạnh. Lokavidu là thiện thệ, ngài chỉ nói những lời thiện lành. Anuttaro Purisadama Sarathi là vô thượng sĩ, điều ngự thượng phu, là bậc hiểu rõ thế gian. Setadama Manusalam là bậc trời của trời, bậc thầy của trời người. Buddha là giác ngộ, còn Bhagavan là thế tôn. Thế tôn là cái người bậc đáng được tôn kính, bậc thừa tự những cái nghiệp mà đã tạo trong quá khứ. Thì đó gọi là 9 cái ân đức của Phật. Có thể niệm bằng tiếng Việt cũng được, niệm bằng tiếng Hán được, niệm bằng tiếng Bali cũng được, niệm bằng tiếng nào cũng được. Mà cái quan trọng nhất đấy là không phải là ở cái câu mình niệm đấy, mà là cái quan trọng nhất của cái người mà niệm Phật này là cái người đấy phải quán sát được, phải tư duy, phải quán chiếu được những cái ân đức của Phật. Trong cái lúc mình niệm cái ân đức Phật thì mình lại cần phải có cái trí, cần phải có cái trí tuệ để mà tư duy quán chiếu nhiều. Như người thì hành thiền hơi thở thì là không phân tích, không quán chiếu, không suy tư, chỉ gắn chặt tâm vào hơi thở, và nhờ cái chánh niệm liên tục trên hơi thở mà người đó đi đến đắc thiền. Nhưng mà niệm ân đức Phật này khác, đó là phải tư duy, phải quán tưởng, phải quán chiếu đến cái ân đức của Phật thì cái người đấy mới đắc thiền. Chứ nếu mà người đấy mà chỉ chú tên trên một cái câu
A-la-hăng, 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 A-la-hăng. Nếu mà chỉ chú tâm trên cái câu đấy thì nó lại không đắc thiền. Nếu mình không tưởng đến cái ý nghĩa của nó thì nó không đắc thiền. Mà cái người niệm A Đức Phật đại cảnh, mặc dù mình thì tâm mình tưởng niệm A La Hán, nhưng mình lại phải suy tư đến cái ý nghĩa của cái A La Hán đấy thì nó mới đắc thiền, ứng cúng. A La Hán là ứng cúng, vậy thì cái người đấy phải suy tư là tại sao lại là bậc ứng cúng. Phải tư duy như vậy, và mình phải cái tâm của mình nó phải tư duy đến các cái ân đức đấy thì nó mới đi vào định được. Và có hai hạng người niệm A Đức Phật: một là người đã chứng đắc các đề mục thiền, như là người đã chứng đắc đến tứ thiền hơi thở, và hai là người thì chưa tu chứng một đề mục thiền nào. Thì hai cái hạng người này tu cái pháp môn niệm A Đức Phật này sẽ khác nhau. Hoặc là có những người thì vừa tu thiền hơi thở, vừa tu thiền niệm A Đức Phật, thì cái thiền, một là mình lấy thiền hơi thở để hỗ trợ cho thiền niệm A Đức Phật, hoặc là lấy cái thiền niệm A Đức Phật hỗ trợ cho thiền hơi thở. Ví dụ như là trước khi vào hành thiền hơi thở, mình niệm Phật, niệm A Đức Phật khoảng 15, 20 hoặc 30 phút để cho mình khởi lên cái đức tin, khởi lên cái niềm hoan hỷ. Để mỗi một khi mình hướng đến Phật, cái tâm của mình nó phấn chấn lên, nó mạnh mẽ lên, tăng trưởng cái niềm tin tưởng lên, thì cái lúc đấy mình sẽ hành thiền hơi thở một cách dễ dàng. Hoặc là có người thì mà lấy thiền niệm A Đức Phật làm đề mục, thì lúc đấy đầu tiên mình chú tâm vào hơi thở để cho cái tâm nó tĩnh lặng lại đã, sau đó này chuyển sang tư duy quán chiếu niệm A Đức Phật một cách chuyên sâu thì nó đều được cả. Hoặc là một cái người chỉ tu một pháp mà chuyên vào thiền niệm A Đức Phật mà chưa chứng một đề mục thiền nào, thì mà người đấy tu trực tiếp vào cái pháp thiền niệm A Đức Phật cũng được. Hoặc là một cái người mà tu đắc đến tứ thiền hơi thở rồi chuyển sang niệm A Đức Phật thì chỉ niệm 20 phút là đắc thôi, chỉ niệm 10 đến 20 phút là đắc, là đạt được nhất tâm thôi. Người đã tu chứng tứ thiền hơi thở thì việc thực hành niệm A Đức Phật rất là dễ dàng, vì đó chỉ cần nhập vào tứ thiền hơi thở cho đến khi cái ánh sáng của định rực rỡ thì chuyển sang niệm A Đức Phật. Mỗi lần một ân chỉ trong khoảng thời gian ngắn là thành công. Thế nên nếu mà tu chứng được tứ thiền hơi thở rồi muốn niệm A Đức Phật này, thì chỉ một lúc thôi, cứ tưởng niệm đến đâu cái nó sẽ đắc thiền đến đâu, tưởng niệm đến ân là nó sẽ đắc đến ân đấy. Khoảng 10 phút hoặc 20 phút hoặc 30 phút nó sẽ chứng đắc được một ân đức, và trong một ngày hai ngày là sẽ tu xong hết cả cái niệm pháp niệm ân Đức Phật luôn. Còn cái người sơ cơ mà chưa chứng tầng thiền nào thì để mà chứng được thiền niệm ân Đức Phật lại không dễ, nên lại rất là khó. Với người mà chưa chứng một cái đề mục thiền nào thì cái việc thực hành thiền niệm ân Đức Phật khó hơn, vì đó phải cố gắng hình dung ra hình ảnh Đức Phật ở trước mặt, và phải chọn một trong 9 ân đức nào cái dễ hiểu nhất để tập trung vào ân đức đó và tưởng niệm liên tục. Đấy là cái cách vì cái đối với người mà chưa chứng đề mục thiền nào. Bởi vì cái lúc cái người mà chứng đắc thiền rồi thì người ta tập trung vào hình ảnh Đức Phật và người ta giữ được cái hình ảnh đấy liên tục. Còn những người chưa chứng thiền ấy, thì mình cố gắng tập trung vào hình ảnh của Phật một cái, một lúc nó sẽ tan mất, các cái vọng tưởng khác nó sẽ xen tạp vào. Cái tưởng của cái chánh niệm của cái người mà chưa đắc thiền thì rất là yếu, và hay để cho tâm nó bắt sang những cái suy tư, những cái vọng tưởng khác, những cái hình ảnh khác, cho nên là chánh niệm cứ bị gián đoạn và cái niệm ân Đức Phật nó khó hơn. Hoặc là các cái ân đức này cũng hay bị gián đoạn, cho nên là sẽ vất vả hơn. Niệm ân thứ nhất này, ví dụ như là bây giờ một cái người niệm đến cái ân đức thứ nhất A-la-hăng, cái người đấy mà muốn niệm ân đức Phật thì bắt đầu bị đó ngồi, vẫn cứ ngồi tư thế giống như ngồi thiền hơi thở, ngồi kiết già lưng thẳng để niệm trước mặt, chánh niệm trên hình ảnh của Đức Phật. Còn là cái người niệm hơi thở là chánh niệm trên hơi thở, còn cái người này là chánh niệm trên hình ảnh Đức Phật, tức là phải hình dung ra một hình ảnh Đức Phật ở trước mặt và tưởng niệm. Vì đó tưởng niệm A-la-hăng, 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 vừa tưởng niệm vừa suy tư đến ý nghĩa cao thượng của ân đức A-la-hăng thì mới đắc thiền. Thế nếu mà cái người nào mà chỉ có tưởng niệm đến mỗi cái tên A-la-hăng thì nó lại không đắc thiền. Tưởng niệm mỗi cái tên không thì nó lại không có ý nghĩa gì cả.
không có ý nghĩa gì để nó không không đi đến đâu hết, mà vừa vừa niệm A-la-hán thì lại vừa phải tư duy đến cái ý nghĩa của A-la-hán niệm, tức là trong lúc ấy vị đó vẫn cứ niệm bằng tâm, niệm thầm ở trong tâm chứ không phải là niệm thành tiếng như là những cái người người ta niệm mà Phật Di Đà thì người ta niệm thành âm thanh, nhưng mà cái người thành thiền thì trong tâm mình suy tư đến cái câu A-la-hán 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 chứ mình không được niệm ra thành lời, mình không được nghe cái âm thanh, mà mình chỉ có cái ý của mình tư duy A-la-hán 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 là tiếng Bali, hoặc là mình niệm bằng tiếng Việt cũng được. À, Đức Thế Tôn là bậc đáng được cung kính cúng dường, Đức Thế Tôn là bậc đáng được cung kính cúng dường. Đấy là cái ý nghĩa của cái ông A-la-hán. Nhưng nếu như mình tưởng niệm cái câu Đức Thế Tôn là bậc đáng được cung kính cúng dường, hoặc là ứng cung, ngài là bậc ứng cung, ngài là bậc xứng đáng được cúng dường, ngài là bậc xứng đáng được cúng dường, thì cũng được, nhưng vẫn phải hiểu sâu sắc cái ý nghĩa của câu đấy nữa. Đấy, nếu mà duy trì được liên tục thì nó sẽ xuất hiện nimitta. Khi thiền sinh tưởng niệm đến ân đức Phật liên tục thì nimitta tướng sẽ xuất hiện, hình ảnh của Đức Phật nó sẽ mờ đi. Có thể cái hình ảnh của Đức Phật nó đến một lúc nào đó, khi mà nó xuất hiện nimitta thì cái hình ảnh này sẽ mờ đi, cái tâm thiền của mình sẽ chìm sâu vào các ân đức cao cả. Cứ tiếp tục duy trì tâm thiền trên tự tướng thì các ân đức cao thượng đó thì thiền sinh sẽ đạt được định cận hành, đó là mức định cao nhất của pháp môn niệm Phật. Khi cái người cứ niệm liên tục như vậy, niệm trước mặt mình sẽ từ từ nó sẽ tỏa sáng, tỏa sáng rực rỡ, có nimitta nó xuất hiện. Thì vậy, và cái hình ảnh Đức Phật lúc đấy nó sẽ mờ đi, chìm đi mà. Nhưng mà cái ân đức ấy hiện ra rất là rõ ràng ở trong tâm. Trong tâm của mình nó sẽ chìm vào những cái dòng ân đức cao thượng đấy, và mình khởi lên cái tâm hoan hỷ, cái tâm cung kính đối với các cái ân đức đấy. Cái người đấy sẽ dần dần đạt đến cái mức định cận hành. Hoặc là có một số người thì trong kiếp trước mình đã từng gặp Phật rồi, thì bây giờ mình niệm Phật thì cái hình ảnh thật của Đức Phật nó sẽ hiện ra. Cái lúc mà mình chú tâm đến hình ảnh của Đức Phật và mình vào đến cận hành định, thì lúc đấy mình sẽ thấy cái hình ảnh thật của Đức Phật, giống như cái khuôn mặt thật Đức Phật hiện ra trước mặt mình. Còn nếu mà người nào mà chưa có cái duyên gặp Phật trong kiếp quá khứ gần thì sẽ không thấy cái hình ảnh Đức Phật xuất hiện. Chỉ cố gắng tưởng tượng ra một cái bức tranh Phật ở đây, một cái hình tượng Phật ở đây, để mình tưởng nhớ cái hình ảnh, cái hình tượng Phật đấy sẽ hiện rõ ra. Và cái nimitta nó sẽ xuất hiện, khi mà cái nimitta nó mạnh lên thì hình ảnh nó mờ đi, và lúc ấy các cái ân đức nó sẽ sinh khởi liên tục ở trong cái ý thức của mình, và lúc đấy mình sẽ đạt được cái sự nhất tâm trên các cái ân đức đấy, thì đó gọi là vào được đến cận hành định. Thì niệm ân đức thứ nhất nó có những cái ý nghĩa đối với một cái ân đức, thì nó có những cái ý nghĩa như là ân đức A-la-hán thì nó có tới năm cái nghĩa. Có năm cái nghĩa thì cái người niệm Phật cái ân đức này phải niệm năm lần, mỗi lần một nghĩa khác nhau. Nhưng cái người đấy phải niệm lần thứ nhất, vì ngài đã xa lìa tất cả phiền não và các tiền kiên tật nên ngài xứng đáng được cung kính cúng dường. A-la-hán, 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 A-la-hán. Đấy là cái nguyên mà niệm ân đức Phật này vậy. Thì cái người đấy là phải niệm cả một cái câu dài vậy. Cái câu hoặc là cái người đấy chỉ cần niệm một câu A-la-hán, A-la-hán, nhưng mà sẽ suy tư đến cái ý nghĩa này. Vì ngài đã xa lìa tất cả phiền não và các tiền kiên tật nên ngài xứng đáng được cung kính cúng dường. A-la-hán, 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 A-la-hán. Đấy, thì cái người đấy hiểu được thế nào là phiền não, thế nào là tiền kiên tật. Tức là niệm nhưng mà nó phải có cái trí như vậy. Phiền não ví dụ như là tham sân si, thì cái người đấy niệm ân Đức Phật phải biết là Đức Phật là bậc hết tham sân si, hết tiền kiên tật, là hết những cái thói quen xấu, hết những cái tập khí xấu. Đức Phật không còn những cái tập khí xấu nào hết, không có cái thói quen nào xấu nữa, và tham sân si cũng hết. Đấy là cái ân đức cao thượng A-la-hán, tức là một bậc A-la-hán, hay là kính lễ Đức Thế Tôn bậc A-la-hán đấng chánh đẳng chánh giác cũng là thế này. Kính lễ Đức bậc A-la-hán, bậc A-la-hán là người đã đoạn trừ phiền não, đã diệt trừ hết cái tham sân si, là bậc xứng đáng được cung kính cúng dường, thì Đức Phật là bậc A-la-hán. Cho nên là cái câu A-la-hán là vậy. Thì cái người nào niệm cái câu, niệm cái ân Đức Phật thứ nhất đó là Đức Phật, thì cái người đấy chỉ cần hiểu là Đức Phật là bậc đã hết sạch tham sân si, hết sạch những cái thói hư tật xấu, xứng đáng được cung kính cúng dường, cứ vậy A-la-hán, A-la-hán, A-la-hán.
vừa A-la-hăng vừa tưởng nhớ như vậy. Thì cái, đấy là cái nghĩa thứ nhất của A-la-hăng. Cái nghĩa thứ hai của A-la-hăng là vì Ngài đã cắt đứt các câu ấy bằng gương thánh đạo A-la-hăng nên Ngài xứng đáng được cung kính cúng dường. A-la-hăng, 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 A-la-hăng. Vừa niệm A-la-hăng vừa suy nghĩ đến cái ý nghĩa của cái A-la-hăng có cái nghĩa thứ hai là hết câu uế. Hết câu uế tức là hết tất cả những cái ô nhiễm ngủ ngầm ở trong tâm bằng cái đạo quả A-la-hán nên Ngài được xứng đáng được cung kính cúng dường, diệt trừ tất cả những câu uế ngủ ngầm ở trong tâm. Thì mình hiểu là Đức Phật là bậc rất là thanh tịnh, rất là cao thượng như vậy. Đây là niệm ân đức thứ hai. Cái ý nghĩa A-la-hăng thứ ba, Ngài đã phá vỡ được bánh xe luân hồi mà bắt đầu là vô minh và tham ái nên Ngài là bậc xứng đáng được cung kính cúng dường. A-la-hăng, 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 A-la-hăng. Thì niệm A-la-hăng và tưởng nhớ đến cái ân đức thứ ba đó. Thì lúc đấy mình biết rằng cái bánh xe luân hồi tức là 12 cái vòng nhân duyên ấy, mà Đức Phật là một cái người phá vỡ được vô minh tham ái cho nên là Đức đoạn trừ được cái vòng sinh tử. Thì cái đấy cũng là một cái ý nghĩa của A-la-hăng. Thì cái lúc mình niệm A-la-hăng mình tưởng nhớ đến cái sự diệt trừ hết vô minh và tham ái. Đức Phật là bậc không còn vô minh và tham ái nữa. A-la-hăng, A-la-hăng bậc hết sạch vô minh và tham ái. Đấy là mình đơn giản mình nghĩ như thế. Đấy là cái đức tính cao thượng. Đức tính cao thượng A-la-hăng. Một cái ý nghĩa khác của A-la-hăng là không hết vô minh và hết tham ái, cho nên Ngài xứng đáng được cung kính cúng dường. A-la-hăng, A-la-hăng, A-la-hăng. Ý nghĩa thì vô minh, tham ái là bánh xe, các hành còn lại là căm xe, già chết là bánh xe. Bánh xe luân hồi này đã quay từ vô thủy cho đến nay mới được phá hủy bằng sự diệt trừ vô minh và tham ái. Và ngày nào Đức Thế Tôn thành đạo dưới cội Bồ Đề, vào cái ngày Đức Thế Tôn thành đạo dưới cội Bồ Đề thì Ngài đã diệt trừ được vô minh tham ái, và cái bánh xe sinh tử đã dừng lại. Nên là trong đạo Phật có cái biểu tượng của cái bánh xe. Bánh xe đấy là biểu tượng của cái vòng luân hồi 12 nhân duyên. Và Đức Phật là cái người đã phá vỡ được cái vòng luân hồi đó, cho nên là tìm ra con đường giải thoát sinh tử. Thì cái đấy là một cái ân đức cao thượng của Phật mà mình tưởng nhớ đến, mình niệm A-la-hăng và tưởng nhớ đến cái ân đức đó. Đến cái ân đức thứ, đến cái ý nghĩa thứ tư nữa. Vì giới định tuệ của Ngài không ai sánh bằng nên Đức Phật được các hàng vạn thiên, chư thiên và nhân loại cung kính cúng dường. A-la-hăng, A-la-hăng, A-la-hăng. Đấy là một cái ân đức nữa của A-la-hăng. Cái ân hoặc là mình tưởng nhớ đến cái giới định tuệ của Đức Phật. Trong cái lúc mình niệm A-la-hăng, A-la-hăng, A-la-hăng và tưởng nhớ đến cái giới định tuệ của Đức Phật. Đức Phật là bằng có giới cao thượng, có định cao thượng, có tuệ cao thượng, có giải thoát chi kiến cao thượng. Thế nên thì trong cái lúc niệm A-la-hăng phải tưởng nhớ đến thế, tưởng nhớ đến giới định tuệ của Đức Phật. Thì cái giới định tuệ của Đức Phật đấy là một cái ân đức để mình tập trung tâm vào đấy. Thì cái sự mà xứng đáng được cung kính cúng dường Phạm Thiên Sa La Ti cúng dường Đức Phật, một chuỗi ngọc lớn như núi Tu Di chư thiên cúng dường, những cái cách của chư thiên nhân loại cúng dường theo cách của nhân loại, vua Bimsara, sư Kosala, vua Kosala, trưởng giả cấp cơ động. Đức Phật là một cái người có phước rất là lớn, cho nên rằng có rất là nhiều các hàng phạm thiên, chư thiên và nhân loại cung kính Ngài và cúng dường Ngài. Cho nên là đến thời bây giờ cũng vậy, cái phước của Đức Phật ấy, bây giờ nó vẫn còn trục. Mặc dù Ngài đã nhập Niết Bàn, nhưng phước của Ngài vẫn còn trục. Đó là ở khắp mọi nơi người ta xây chùa rất là đẹp. Đấy là người ta thành tâm cúng dường Đức Phật. Như bây giờ mình cứ nói là tôi sẽ xây dựng một ngôi chùa chẳng hạn, thì khắp thập phương ba tánh khắp mọi nơi sẽ gửi tịnh tài, sẽ gửi tứ vật dụng đến để xây dựng cái ngôi chùa đấy. Thì tại sao lại thế? Bởi vì đấy là cái phước của Đức Phật, nó cứ trổ như thế. Cho nên là mặc dù khi Đức Phật còn sống, cái phước nó cũng trổ, mọi người tìm đến thì cúng dường Đức Phật và người ta cúng dường với tâm rất hoan hỉ. Và khi bây giờ Đức Phật nhập Niết Bàn rồi, người ta chỉ cần có cái hình tượng của Đức Phật thôi, đắp lên một cái pho tượng của Đức Phật
là người ta sẽ xây dựng những cái ngôi nhà rất là lớn, gọi là ngôi chùa, chùa là để là nhà, cái ngôi chùa có nơi thì người ta gọi đây là cái thất của Phật, cái cuti của Phật, cái cốc để dành cho Phật. Cái cốc mà dành cho một vị sư thì nó chỉ nhỏ tí tí nó bằng, nhưng mà cái cốc mà dành cho Phật ấy, như thấy to rất là lớn, thì đấy là cái phước của Phật lớn đấy. Thì cái đấy là cái xứng đáng được như vậy, vì cái quá trình tích lũy các ba la mật của Đức Phật rất là nhiều, cho nên là bây giờ những cái gì tốt đẹp nhất người ta vẫn muốn dành cho Phật, vẫn muốn dâng cúng Phật, vẫn cúng dường Phật, bởi vì những cái đức hạnh của Phật rất lớn, những trí tuệ của Phật rất lớn. Vì Ngài không làm những việc xấu ác, dù ở nơi vắng vẻ kín đáo, nên Ngài là bậc xứng đáng được cung kính cúng dường. Hoặc là một cái người tưởng niệm đến Đức Phật và mình nhớ lại các cái hạnh của Phật, đó là Đức Phật không bao giờ làm một bất cứ một cái việc bất thiện nào hết, không bao giờ làm bất cứ một cái việc xấu nào hết, dù là ở chỗ đông người hay là Ngài ở một mình, thì Ngài vẫn là một cái người cao thượng, một cái người thánh thiện, là một cái bậc thánh thiện nhé. Không có một cái oai nghi, không có một cái cử chỉ, không có bất cứ một cái nỗi nằm này. Dù Ngài ở một mình, Ngài cũng không có bất cứ một nỗi nằm này. Thì ở trước chỗ đông người, Ngài cũng không có bất cứ một nỗi nằm này. Thì đấy là cái đức hạnh cao thượng của Phật. Nó cũng là một cái ý nghĩa của A-la-hán. Vậy cái người mà niệm Phật phải nhớ được những cái ân đức như vậy thì mới phát triển được định. Còn nếu mà cứ niệm A-la-hán không thì không phát triển được định. Cái ý nghĩa thứ đấy là cái A-la-hán có 5 nghĩa. Và một cái người niệm ân đức Phật thì mình nhớ được mà cả 5 nghĩa thì mình cứ niệm từng nghĩa một. Còn nếu mà mình không thì mình nhớ đến một cái ân đức nào đấy, một cái ý nghĩa nào đấy dễ nhất, thì mình tưởng nhớ đến cái ý nghĩa đấy, mình cứ niệm A-la-hán, 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 và mình nhớ đến một cái ân đức nào dễ nhất thì cái mình sẽ phát triển được định iti viso bhagava A-la-hán. Đức Thế Tôn là bậc xứng đáng được cung kính cúng dường. Nếu mà niệm đầy đủ cái câu, một cái câu đầy đủ thì là cái Đức Thế Tôn là bậc xứng đáng được cung kính cúng dường. A-la-hán, A-la-hán, A-la-hán. Đấy là hết cái ân đức thứ nhất là A-la-hán hay là bậc A-la-hán. Ân đức thứ hai, Sammasambuddho, Sammasambuddho, Ngài là bậc có trí tuệ giác ngộ toàn hạng và viên mãn. Sammasambuddho, Sammasambuddho, Sammasambuddho. Thì mình có thể niệm bằng tiếng Việt cũng được, niệm bằng tiếng Bali này cũng được. Niệm bằng tiếng Việt thì Ngài là bậc có trí tuệ giác ngộ toàn hạng và viên mãn. Niệm bằng tiếng Bali thì Sammasambuddho, Sammasambuddho, Sammasambuddho. Thì cái ân đức này là khi mà mình niệm như thế, nhắm mắt lại mình hình dung đến cái hình ảnh của Đức Phật ở trước mặt, mình niệm Sammasambuddho, Sammasambuddho, Sammasambuddho. Và cái lúc mình niệm Sammasambuddho thì phải có hiểu cái ý nghĩa của cái câu Sammasambuddho, có nghĩa là giác ngộ viên mãn. Ngài là bậc trí tuệ giác ngộ viên mãn. Thì cái lúc đấy thì mình phải hiểu là giác ngộ viên mãn là giác ngộ cái gì. Tức là Đức Phật là giác ngộ về sự thật về khổ, giác ngộ về nhân sinh là khổ, giác ngộ về sự diệt khổ, giác ngộ về con đường diệt tận khổ đau. Tức là Đức Phật giác ngộ bốn sự thật. Người giác ngộ là giác ngộ về sự thật về khổ, tức là tất cả những cái chúng sinh mà sinh ra trên đời này là phải khổ, nó là chịu những cái nỗi khổ. Giác ngộ về các nhân sinh ra khổ, đó là tham ái, ái là nhân sinh ra khổ. Cứ nếu mà cứ còn tham ái là sẽ còn khổ, tức là còn tham ái là còn tái sinh, hết tham ái thì hết tái sinh. Giác ngộ về diệt khổ, đó là một cái bậc hết tham ái rồi thì hết khổ, đó là diệt tận khổ đau. Giác ngộ về con đường diệt tận khổ đau, cái con đường tu tập như thế nào để đi diệt tận khổ đau đây, đó chính là cái thực hành giới định tuệ, là cái con đường đi đến diệt tận khổ đau. Thì Đức Phật là bậc giác ngộ viên mãn như vậy. Cái gì là khổ, cái gì là nhân sinh là khổ, cái gì là diệt khổ, cái gì là con đường diệt khổ. Vậy bây giờ nói là khổ. Khổ. Vậy bây giờ mà cái gì khổ? Vậy cái gì nó khổ?
cái gì là khổ. Con mắt là khổ, con mắt là khổ, tai là khổ, mũi là khổ, lưỡi là khổ, thân là khổ, ý là khổ. Khổ nó ở đâu? Khổ nó ở con mắt. Có bao giờ mình thấy con mắt mình nó khổ không? Chưa thấy con mắt khổ bao giờ. Khổ nó ở tai, khổ nó ở mũi, khổ nó ở lưỡi, khổ nó ở thân, khổ nó ở ý. Nó con mắt nó khổ không sao? Con mắt mà bây giờ nó mà không có cảnh để cho nó nhìn thì nó có khổ không? Khổ. Cứ ngày nó phải đi chạy theo cảnh, chạy mình cứ phải đi đây đi đó để tìm cái cảnh đẹp cho nó nhìn ấy. Nó mà không có cái cảnh để nó thấy thì nó sẽ khổ. Bây giờ mình ngày nào mình thích có hoa đẹp mà hôm nay mà không có hoa thì con mắt nó có buồn không? Con mắt nó sẽ buồn, nó phải đi tìm hoa. Tai, ngày nào mình cũng nghe nhạc mà hôm nay mà không có nhạc để cho mình nghe thì có tai nó có buồn không? Nó khổ không? Thì tai nó khổ. Mũi cũng vậy, ngửi mùi hương quen rồi mà không có hương cho nó ngửi nó sẽ khổ. Lưỡi cũng vậy, nay mình nhịn thì cái lưỡi nó khổ không? Nó sẽ không có gì nó ăn thì nó sẽ khổ. Thân, thân của mình mà trời lạnh mà không có áo ấm thì nó sẽ sao? Nó sẽ khổ. Trời nóng mà không có điều hòa thì sao? Thì nó sẽ khổ. Vậy còn ý thì nó khổ cái gì? Ý thì nó sẽ khổ đủ mọi thứ, nó khổ đủ cả năm cái đấy. Ý của mình là nó bắt cả mặt, nó tư duy đến sắc thanh hương vị xúc. Thì khổ nó khổ ở năm, ở cái nó thể hiện ra cái sự vô thường ở trên cái con mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Thì đấy là khổ đấy. Vậy thì mắt là quả của khổ, tai, mũi, lưỡi, thân và ý đấy là quả của khổ. Tham ái với mắt, tai, mũi, lưỡi, ý là nhân sinh ra khổ. Thế bây giờ một người nói là tôi bị tham ái. Vậy tham ái với cái gì? Tham ái với mắt, với tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Đấy là cái mắt mình tham ái. Mình tham ái trên con mắt, tham ái trên con mắt mình tham ái sắc, ái thanh, ái hương, ái vị, ái xúc. Còn cái gì nó tham ái? Mắt nó tham ái. Mắt nó tham ái với sắc, tai nó tham ái với âm thanh, mũi nó tham ái với hương, lưỡi tham ái với vị, thân tham ái với xúc và ý tham ái với pháp. Thì đấy là nhân sinh ra khổ. Nếu mà ngày nào mình còn tham ái đối với sắc thanh hương vị xúc thì ngày đó mình vẫn còn đang tạo cái nhân khổ ở tương lai. Do trong quá khứ mình đã tham ái với sắc thanh hương vị xúc cho nên bây giờ mình mới có cái khổ ở hiện tại. Còn nếu bây giờ hiện tại này mình còn tham ái thì mình đang gieo cái nhân khổ cho tương lai. Đoạn trừ được tham ái là diệt khổ, hiểu rõ sự thật là con đường thoát khổ. Hiểu rõ sự thật là sự thật cái gì? Sự thật con mắt này không phải là ta, không phải của ta, không phải tự ngã của ta. Thì đấy là hiểu rõ sự thật. Tai này không phải là ta, không phải của ta, không phải tự ngã của ta. Mũi, lưỡi, thân, ý, khi nào mình thấy nó không phải là ta nữa, nó không phải của ta nữa, không phải tự ngã của ta nữa. Khi nào mình thấy nó là vô thường thì mình sẽ thấy nó không phải là ta. Khi nào mình thấy được cái khổ của nó thì mình sẽ không thấy là nó không phải của ta. Khi nào mình thấy được cái sự giả tạm rỗng không vô ngã của nó thì mình thấy nó không phải tự ngã của mình nữa. Khi nào mình thấy được cái tính sinh diệt của nó thì mình mới thấy được cái tính vô thường của nó. Khi nào mình thấy được các cái pháp chân đế, tức là thấy được danh và sắc của nó, thì mới thấy được tính sinh diệt của nó. Và khi nào mình có được cái định, có được cái định thâm sâu, có cái trí tuệ, có cái tâm thanh tịnh, cái tâm định tĩnh, tức là phát triển đắc được thiền, thì lúc đấy mình mới thấy được cái tính sinh diệt của danh sắc. Khi nào mình giữ giới một cách thanh tịnh thì mình sẽ phát triển được cái tâm thanh tịnh. Có tâm thanh tịnh thì mình sẽ thấy được cái danh sắc nó sinh lên và diệt đi. Thấy được cái danh sắc nó sinh lên và diệt đi thì mình sẽ thấy được sự vô thường, khổ vô ngã. Thì lúc đấy mình mới thấy mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý này không phải là ta, không phải của ta, không phải tự ngã của ta. Thì lúc đấy mới dứt được tham ái với nó. Thì nó là cả một cái quá trình tu tập giới định tuệ ấy. Vậy, cả một cái quá trình tu tập giới định tuệ thì mới đoạn trừ được tham ái đối với mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý này. Thì Đức Phật là bậc đã giác ngộ, là giác ngộ về khổ này, về tập, về diệt, về bệnh, về đạo là như thế.
Giác ngộ các pháp cần tu tập. Giác ngộ cần phải tu tập đến năm uẩn. Khởi đầu là sắc uẩn, 10 can si ná khởi đầu là can si ná đất, 10 niệm khởi đầu là niệm Phật, 32 thể trược khởi đầu là niệm tóc, 12 xứ khởi đầu là nhãn xứ, 18 giới khởi đầu là nhãn giới, 9 hữu tình cư khởi đầu là dục hữu, 4 thiền khởi đầu là sơ thiền, 4 vô lượng khởi đầu là tư vô lượng, 4 vô sắc khởi đầu là không vô biên xứ, 12 nhân duyên khởi đầu là vô minh. Ngài đã tự đạt đến sự giác ngộ chân lý của các pháp nên Ngài là bậc chánh đẳng chánh giác. Những cái pháp môn mà Đức Phật dạy cần phải tu tập, cần phải tu tập để mà đi đến cái sự đoạn trừ tham ái này, là phải tu tập những cái này, tu tập này, phân biệt được năm uẩn hoặc là 10 can si ná đất, đấy là về thiền định, 10 niệm, niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, niệm giới, niệm trí, niệm thiên, đấy là các pháp môn thiền định. 32 thể trược cũng là thiền định. 12 xứ, cái này là phân biệt về thiền quán, danh sắc, 18 giới vậy. 9 hữu tình cư là các cái chúng sinh, cũng là phân biệt danh sắc ở bên trong bên ngoài. 4 thiền, 4 vô lượng, 4 vô sắc, còn 12 duyên khởi. Ngài đã đạt đến sự giác ngộ chân lý các pháp nên Ngài là bậc chánh đẳng chánh giác. Thì cái ý nghĩa của cái câu Samma Sambuddho là vậy, Samma Sambuddho là bậc chánh đẳng chánh giác, là một bậc giác ngộ cao thượng. Giác ngộ cao thượng, Ngài dạy những cái pháp môn tu tập cũng rất là cao thượng. Thì cái người mà niệm ân đức thứ hai là Samma Sambuddho thì tưởng nhớ đến những cái ân đức, những cái trí tuệ giác ngộ cao thượng của Đức Phật. Còn người niệm đến cái ân đức thứ ba, Ngài là bậc có đầy đủ cả minh lẫn hạnh, Vichacharana Sambandho, Vichacharana Sambandho. Thì cái hai cái này niệm bằng tiếng Việt hay tiếng Bali cũng được. Ngài là bậc có đầy đủ cả minh lẫn hạnh cũng được, mà Vichacharana Sambandho, Vichacharana Sambandho. Thì cái ý nghĩa mình cần phải tưởng đến minh là gì, hạnh là gì. Khi mà mình nhớ đến Đức Phật là bậc có cả minh và hạnh, Đức Thế Tôn là bậc đầy đủ cả minh lẫn hạnh, Đức Thế Tôn là bậc có minh có hạnh. Vậy minh có nghĩa là trí tuệ, còn hạnh có nghĩa là cái đức độ. Con người có một cái tâm thiện lành và một cái trí tuệ giác ngộ thì được gọi là minh và hạnh. Minh gọi là tam minh. Ngài có tam minh này, túc mạng minh, thiên nhãn minh và động tận minh. Đấy là cái minh của Đức Phật là thế. Cái minh có nghĩa là cái trí của Đức Phật thấy được nhiều đời, nhiều kiếp quá khứ của mình, thấy được những cái cõi sống khác nhau, chúng sinh chết ở chỗ này, sinh về chỗ kia. Đấy là cái năng lực của thiên nhãn. Năng lực của thiên nhãn là thấy được chúng sinh chết chỗ này, sinh về chỗ kia. Cho nên là cái thời Đức Phật còn ở tại thế thì nhiều người, người ta muốn biết người thân của mình chết rồi sinh về đâu thì người ta thường đến hỏi Đức Phật, hỏi Đức Thế Tôn thì con có người thân như thế này, vậy khi không biết là bây giờ chết rồi đã sinh về cõi nào, thì Đức Phật sẽ nói được, sẽ biết được chính xác cái người đấy chết ở chỗ này, sinh về chỗ kia, chết chỗ này, sinh về chỗ nào, đã hóa sinh ở cõi thiên giới hay là đã sinh lại làm người, hoặc sinh xuống địa ngục, hoặc sinh làm ngã quỷ, hoặc sinh làm súc sinh. Thì Đức Phật thấy rõ những điều đó và thấy rõ vô số kiếp quá khứ của tất cả những chúng sinh đó nữa. Thấy cả tương lai của chúng sinh đó nữa. Đấy là cái túc mạng minh, thiên nhãn minh, động tận minh, là những cái trí tuệ về thiền tuệ để đi đến diệt trừ tam phiền não, tam minh. Nếu mà nói rộng ra thì có tám minh. Tám minh thì ngoài ba cái minh này này thì còn có bốn cái, năm cái minh này nữa. Thiền tuệ minh, tức là cái trí tuệ phân biệt danh sắc nhân duyên. Hóa tâm minh, hóa tâm minh là Đức Phật có thể biến hóa ra một vị Phật khác và vẫn có một cái trí tuệ giống y như mình. Ví dụ Đức Phật mà đang thuyết pháp ở trên cõi trời, thì ở trên cõi trời thì một thời pháp ở trên cõi trời, nhưng mà đối với dưới nhân gian thì nó bằng cả nhiều năm tháng. Ví dụ một năm ở trên cõi trời là bằng 100 năm, một ngày ở trên cõi trời là bằng 100 năm ở dưới nhân gian. Đấy là trên cõi trời đau đợi. Thì một cái thời thuyết pháp của Đức Phật kéo dài trong 3 tháng ở dưới nhân gian, nhưng mà trên cõi trời nó chỉ là một thời pháp đó, ngắn đó. Cho nên là Đức Phật là thân người, cho nên Ngài vẫn phải đi ăn. Khi mà đi đến giờ đi ăn rồi thì Ngài sẽ hóa ra một vị Phật.
gọi là hóa hóa thân Phật. Và cái vị Phật đấy thay thay Phật thật vẫn thuyết pháp bình thường. Còn là cái thân thật của Đức Phật thì đi ôm bình bát xuống dưới nhân gian đi khất thực, ăn xong nghỉ ngơi rồi Đức Phật mới trở về, mới thu lại cái hóa thân này và tự cái thân mình bắt đầu thuyết pháp. Thì cái tuệ này gọi là hóa tâm minh. Và tuệ thứ sáu là thần thông minh, là một cái hướng về có thể biến hiện ra bất cứ cái thứ gì mà mình muốn. Đức Phật có thể đi trên hư không, đi trên nước, đụng thổ chui xuống dưới đất, hay là biến ra lửa, ra nước, ra gió, làm bất cứ thứ gì được, làm cho trái đất rung chuyển được. Cái gọi là thần thông minh. Và thiên nhĩ minh là có thể nghe được các cái âm thanh ở những nơi rất xa, các âm thanh của tất cả các cái loài chúng sinh nói chuyện ngài đều nghe được, gọi là thiên nhĩ minh. Và thứ tám là tha tâm minh, là biết được tâm của người khác. Thì tám cái minh này của Phật. Đấy, là Phật có tám cái năng lực trí tuệ cao thượng này, gọi là tám cái minh. Còn cái hạnh của Phật thì có 15 cái đức hạnh. 15 cái đức hạnh cao thượng. Đức hạnh là giữ giới. Đức Phật giữ giới. Cái mà giữ giới của Đức Phật thì nó hoàn hảo và nó tuyệt đối. Hoàn hảo và tuyệt đối. Như là đến một cái nỗi lầm nhỏ ngài cũng không có, chứ đừng nói gì đến ngài có một cái nỗi gì. Từ khi mà thành Phật, cái trí tuệ giác ngộ khởi lên là ngài không còn một cái nỗi lầm gì nữa. Cho nên là về giới là cái sự thanh tịnh tuyệt đối. Cái sự thanh tịnh về giới là tuyệt đối và viên mãn. Thu thúc lục căn, sáu căn thì rất là thanh tịnh. Chứ không phải là ngài buông lung các cái căn mà tự cái tâm nó thanh tịnh, nó làm cho các căn thanh tịnh. Bởi vì cái tâm của Đức Phật là cái tâm vô nhiễm, vô nhiễm bụi trần, cho nên là các cái căn mắt tai mũi lưỡi nó trở nên rất là thanh tịnh. Thanh tịnh là làm sao? Các cái căn của mình, như là một cái người mà có cái căn mà nó chưa thanh tịnh ấy, thì nó sẽ khác. Ví dụ cái căn nó chưa thanh tịnh ấy, là nó còn đi ưa thích cái cảnh trần, còn thích nhìn những cái cảnh này, nó cứ chăm chú nó nhìn nó đẹp quá đấy, nó thích nghe cái âm thanh này, nó thích ngửi cái mùi hương, thích làm này kia, tức là cái tâm nó còn lăng xăng, cho nên là các cái căn nó lăng xăng. Còn cái tâm mà nó an tịnh thì các cái căn nó cũng an tịnh, các cái căn nó không còn bị chi phối bởi các cảnh trần, không còn bị dao động bởi các cảnh trần, cho nên là trở nên rất là an tịnh. Là các căn an tịnh, chi túc trong vật thực. Đức Phật chi túc trong vật thực, tức là không có tham ăn, và chỉ ăn vừa vừa thôi, ăn vừa vừa, không ăn quá no. Thường có người nói rằng Đức Phật mỗi một bữa ngài đi khất thực về thì ăn ngày không có dùng thìa, không dùng đũa, trong bình bát ấy, và ngài lấy tay bóc mỗi một nắm, bảo vào trong miệng, bỏ vừa vào trong miệng, không quá to, không quá nhỏ, không quá nhiều, không quá ít, ăn đủ 49 miếng là xong, xong một bữa ăn. Nên trí túc trong vật thực và thức tỉnh, một cái hạnh nhân hạnh thức tỉnh. Thức tỉnh có nghĩa là Đức Phật ngủ rất là ít, thì hầu như là đầu đêm cuối đêm ngài vẫn hành thiền. Ngoài cái giờ đi thuyết pháp, đi độ chúng sinh ra thì về ngày vẫn hành thiền, chỉ nghỉ một chút xíu thôi. Có thể là thường thường là có thể mỗi đêm ngày ngủ 1 tiếng, nếu nhiều nhất là 2 tiếng chứ không ngủ nhiều. Cái hạnh thức tỉnh, cái tâm không còn cái hôn trầm nữa, cái tâm không còn hôn trầm thụy miên nữa, cho nên là cái tâm rất là thức tỉnh. Thì Đức Phật có cái hạnh rất là thức tỉnh, ngủ rất là ít. Người là ngủ ít là cũng là một cái hạnh, cũng là một cái hạnh tốt, hạnh quý. Bây giờ cứ ngủ ít, nhiều người ta cứ sợ mất ngủ, sợ hại sức khỏe. Nhưng mà cái người có chánh niệm tốt, có cái tâm thanh tịnh thì nó cũng không cần ngủ nhiều. Vì ngủ nhiều nó cũng dễ sinh ra cái tâm giải đãi. Và có đức tin.
tín, tín có nghĩa là đức tin, tin về nghiệp và quả của nghiệp. Có trí nhớ, trí nhớ thì cái trí nhớ của Đức Phật thì nhớ vô số đời kiếp quá khứ, chứ không phải là nhớ những cái bình thường. Tàm, tàm úy, tàm là ghê sợ tội lỗi, úy là xấu hổ, biết biết xấu hổ, tàm là hổ thẹn, biết hổ thẹn tội lỗi và ghê sợ tội lỗi. Thì những cái chúng sinh ấy, cao thượng và hạ liệt thì nó lại ở cái tâm tàm, tâm quý này, nó khác nhau. Ví dụ như là những cái bậc cao thượng, tức là những cái bậc thánh nhân cao thượng thì cái tâm tàm quý này nó càng mạnh, còn những cái chúng sinh mà hạ liệt thì cái tâm tàm quý này nó lại càng yếu. Tức là những cái chúng sinh mà thấp kém thì vô tàm vô quý nó mạnh, tức là không biết hổ thẹn và không biết ghê sợ, không biết hổ thẹn tội lỗi và không biết ghê sợ tội lỗi. Như những cái con súc sinh thì nó không có hai cái tâm này, không biết hổ thẹn, không biết xấu hổ là gì hết, và không biết ghê sợ, nó làm việc tội lỗi gì thì nó cũng không biết ghê sợ. Còn bắt đầu từ chúng sinh như con người là bắt đầu có cái tâm này, nhưng mà cái người thì mạnh, người thì yếu khác nhau. Cái người mà biết ghê sợ, biết xấu hổ, biết ghê sợ càng mạnh thì là cái tâm thiện nó càng lớn. Thì đến Đức Phật cũng vậy, cái tâm tàm và tâm quý này rất là mạnh, nó thuộc về cái hạnh của Phật. Hạnh nữa là hạnh đa văn. Đa văn là có cái kiến thức biên văn, cái kiến thức Đức Phật có biết tất cả những chuyện Đông Tây Kim Cổ, đa văn, hoặc rộng biết nhiều là đa văn. Còn tinh tấn, như một vị Phật thì luôn luôn tinh tấn độ chúng sinh. Có thể khi mà buổi sáng, khi mà ngài tỉnh dậy thì ngài sẽ nhập thiền đại bi, ngài nhập về cái thiền tâm bi, thật lấy tất cả chúng sinh làm đối tượng và quán là chúng sinh đang có những cái nỗi khổ ở trong sinh tử, cầu mong cho tất cả chúng sinh thoát khổ đau sinh tử, cầu mong cho mọi chúng sinh thoát khổ đau sinh tử. Và sau đó ngài biết quán cái nhân duyên của chúng sinh, ai có đủ cái ba la mật để giác ngộ thì ngài sẽ tìm đến cái người đó để độ cho cái người đó, hoặc là ngài biết là hôm nay sẽ có người tìm đến để học đạo thì ngài sẽ chờ đợi cái người đó đến để ngài hướng dẫn cho người đó, để ngài độ cho người đó, độ bằng cái cách là giảng cho người đó một bài pháp người đó sẽ giác ngộ, hoặc là cho người đó một cái đề mục để hành thiền người đó sẽ giác ngộ, hoặc là thâu nhận người đó vào trong giáo pháp rồi tạo cái duyên giác ngộ cho người đó ở tương lai. Thì Đức Phật sẽ tinh tấn độ chúng sinh như vậy. Ngài trong suốt từ cái lúc mà ngài giác ngộ cho đến lúc ngài nhập niết bàn thì cái nỗ lực của ngài, cái nỗ lực của một vị Phật đó chỉ là cái nỗ lực độ chúng sinh. Và Đức Phật là một bậc đã giác ngộ, đã giải thoát khổ đau, và từ cái lúc mà ngài giác ngộ, ngài giải thoát khổ đau thì ngài dành hết tất cả những cái sức lực của mình còn lại, đó là để đem lại cái sự giải thoát và cái sự giác ngộ cho những chúng sinh ở trên thế gian này. Hoặc là ngài thấy một vị chư thiên đáng được ngộ thì ngài sẽ tự cái thân mình đến cái cõi chư thiên đó và hóa độ cho chư thiên đó. Ngài thấy một cái vị phạm thiên nào đấy mà đáng được độ thì ngài sẽ tự dùng cái thần thông đến tận cái cõi phạm thiên đó để ngài độ cho những cái chúng sinh ở cõi phạm thiên đó. Ngài thấy một cái chúng sinh ở cái cõi người, cái người ở xa ở gần mà đáng được độ, ngài quan sát được cái căn tính của cái ba la mật của những cái chúng sinh đấy và ngài sẽ đến tận nơi để ngài độ những chúng sinh đó. Nên là cái sự tinh tấn của Đức Phật chỉ là tinh tấn độ chúng sinh mà thôi. Cái trí tuệ của Đức Phật là cái trí tuệ của một bậc chánh đẳng giác. Trí tuệ của Đức Phật là thấy tất cả những cái gì thuộc về quá khứ của mình và của chúng sinh là không có bị ngăn che bởi bất cứ một cái gì hết. Ngài muốn thấy cái gì nó sẽ thấy được cái đó. Ngài muốn khởi lên cái ý ta muốn thấy cái gì, thấy cái đó. Về quá khứ, về hiện tại, tất cả những cái nhân duyên ở trong hiện tại
hay là những cái gì nó sẽ xảy ra ở trong tương lai gần, tương lai xa, thì cái điều đó thì Đức Phật đủ khả năng để thấy được. Sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền, mặc dù Đức Phật tinh tấn độ sinh như vậy, nhưng mà không có ngày nào Ngài không hành thiền. Mặc dù Ngài đã đắc quả A-la-hán rồi, tại sao Đức Phật lại vẫn ngồi thiền? Như Đức Phật là một bậc đã tu rồi, đã đắc đạo rồi, sao Ngài còn phải tu? Mà là Ngài ngồi thiền là để chú vào thiền quả, để nghỉ ngơi. Ngài ngồi thiền để nghỉ ngơi cho nó đỡ mệt bởi những cái sự tinh tấn của Ngài. Nhưng hôm đấy Ngài mà mệt là Ngài chú vào trong tầng thiền thì nó sẽ tỉnh lại. Ví dụ Đức Phật đang thuyết pháp chẳng hạn, mà khi mà Đức Phật nói xong một cái bài pháp nào đấy, mọi người với đồng thanh nói lên cái câu sa thú sa thú sa thú ba lần, thì trong cái khoảng thời gian mà mọi người đang nói cái câu sa thú đấy, thì Ngài đủ cái thời gian để nhập vào cái thiền quả rồi. Ngài nhập vào thiền quả trong một cái khoảng thời gian khoảng 5 giây, 10 giây hoặc 1 phút vậy thôi, là nó cũng sẽ làm cho cái thân này nó tươi tỉnh lại, cái tâm nó tươi tỉnh lại, và sau đó lại tiếp tục thuyết pháp. Thì Đức Phật tận dụng mọi cái thời gian rỗi, cứ lúc nào rỗi thì lúc đấy nhập vào các tầng thiền và an trú ở trong đấy. Niệm ân đức thứ tư là Đức Thế Tôn chỉ tuyên thuyết những pháp chân thật có lợi ích. Suvato, suvato, suvato. Ân đức thứ tư nó gọi là thiện thệ. Đức Thế Tôn chỉ tuyên thuyết những pháp chân thật có lợi ích. Thì cái ý nghĩa của cái câu mà những pháp chân thật có lợi ích, thì nó có những cái pháp, ví dụ như là pháp tục đế hợp với tâm thiện lành của thế gian, như là lành đánh giữ, có đức tin, có chánh kiến. Tức là Đức Thế Tôn là bậc chỉ nói những lời thiện lành, Đức Thế Tôn là bậc chỉ thuyết những pháp chân thật có lợi ích. Thì đấy gọi là thiện thệ. Thiện thệ tức là những lời thiện lành, những lời nói thiện lành, những lời nói thiện lành. Thì Đức Phật nói ra lời nào cũng là những lời thiện lành hết, không bao giờ nói ra một cái, không có một cái lời nói nào là một cái lời nói bất thiện cả. Thì những cái lời đấy gọi là những lời, những sự thật và có lợi ích cho chúng sinh, chứ không bao giờ nói những cái lời vô ích. Thì những cái lời gì mà không có ý nghĩa, không có lợi ích gì cho ai cả thì chẳng nói làm gì. Nhưng mà khi đã nói ra cái lời gì thì cái lời đấy là lời có lợi ích. Vậy cái lời đó là những lời chân thật và nó có lợi ích. Vậy thì bây giờ bạn nói ra những lời chân thật nhưng không có lợi ích thì có nên nói không? Sự thật mà không có lợi ích thì có nên nói không? Sự thật mà không có lợi ích thì cũng chẳng nói ra làm gì. Có rất là nhiều cái sự thật mình cũng không nên nói, giữ bí mật cho nó rồi. Mà sự thật mà nó có lợi ích thì nên nói. Hay là những cái sự thật hợp với bốn thánh đế siêu thoát khỏi thế gian, như có sinh thì có khổ, có tham ái thì còn sinh, tham ái hết thì hết khổ, thực hành giới định tịnh để đoạn trừ được tham ái, sân hận, si mê. Thì Đức Phật nói ra những cái pháp là như thế. Một là Đức Phật dạy cho những người ta làm những cái việc thiện, tránh xa những việc ác, sống đúng, sống tốt, sống đẹp, sống hiền thiện, sống một cuộc sống hiền thiện, tạo những cái phước thiện để được hưởng cái phước báo ở tương lai. Hoặc là Đức Phật dạy những cái pháp để giải thoát sinh tử. Thì đó là những cái pháp chân thật và nó có lợi ích. Thế nào là sự thật có lợi ích và thế nào là sự thật không có lợi ích? Có những cái sự thật nên nói ra, có những sự thật không nên nói ra. Có những sự thật nó đem lại lợi ích, nhưng cũng có những sự thật nó đem lại cái sự nguy hại. Vậy thì chỉ nói sự thật nó có lợi ích thôi, chứ nên là cái này nó cần phải có sự chọn lọc. Sự thật nhưng người nghe không hiểu, không tin thì không có lợi ích. Có những cái sự thật nhưng mà nó quá cao siêu, nó vượt khỏi cái sự hiểu biết của cái người nghe, thì nói ra cũng chẳng có lợi ích gì. Nói ra thì nó lại phỉ báng, nó lại bảo nói cái chuyện này nghe rất là khó hiểu, hoang đường. Có những cái mà chúng sinh người ta không hiểu, nó có những cái quan điểm của ngoại đạo, người ta nói rằng là không có đời này, không có đời sau, không có những cảnh giới hóa sinh, không có thiên đàng, không có địa ngục. Nhưng bây giờ mà
Đức Phật thầy nói là có địa ngục, có thiên đàng, có các cõi hóa sinh, có những cái quả báo của các cái hành động thiện, có quả báo của hành động bất thiện. Thế thì người ta sẽ phỉ báng, người ta bảo đó là cái điều mà tôi sao tôi không thấy. Nếu có cái sự thật đấy thì tôi phải thấy. Có người chết, Nhật tôi đã từng quen rất nhiều người chết mà nếu họ có cõi trời thì họ về họ báo tôi chứ. Có thể là những cái người người ta có những cái niềm tin như vậy. Thì bây giờ nói ra những cái sự thật về nghiệp và quả của nghiệp, họ sẽ phỉ báng, và cái tội phỉ báng họ sẽ đọa vào địa ngục. Thì đấy là những cái sự thật có thể sẽ mang đến nguy hại cho người nghe, thì không nên nói. Sự thật mà nói đúng lúc, đúng người thì có lợi ích. Biết là người này có đức tin thì nói ra những cái sự thật mà cái lúc này người ta có thể tiếp nhận được sự thật thì nói ra sự thật được. Vậy thì Đức Phật là cái người biết nói những cái điều gì có lợi ích và những cái gì không có lợi ích thì không nói. Biết nói ra những sự thật và có lợi ích. Nói sự thật khiến cho người nghe có hiểu, có tin thì có lợi ích. Nói sự thật mà nói đúng lúc, đúng người thì là có lợi ích. Đấy được gọi là cái ân đức thiện thệ, thiện thệ. Cho nên là bên trong tất cả những cái bài kinh, trong những bài kinh không có bài nào nó giống bài nào. Có những cái bài kinh mà Đức Phật, mỗi một cái bài kinh là một đối tượng chúng sinh, tức là Đức Phật nói cho những một cái hạng người khác nhau. Cho nên là mỗi một cái bài kinh Đức Phật phải vận dụng những cái cách thuyết giảng khác nhau, thuyết giảng khác nhau để phù hợp với cái người nghe. Cho nên là bây giờ hàng trăm, hàng ngàn, hàng vạn bài kinh, mình sẽ thấy những cái bài kinh ấy, có cái văn từ để nó khác nhau, nhưng mà cái ý nghĩa nó đều có một cái nghĩa chung. Đó nó đều có một cái mục đích chung. Một cái mục đích chung đó là một cái mục đích muốn hướng người đó đến thoát khổ đau. Mặc dù là mỗi một bài kinh sẽ thấy có một cái mới, nhưng mà trong đó nó chỉ có một mục đích, đó là để chỉ cái con đường cho người này đi đến an vui thoát khổ đau, chỉ có thế mà thôi. Thì tất cả những cái lời nói của Đức Phật được ghi lại ở trong Tam Tạng Kinh Điển thì đó là những cái sự thật có lợi ích cho chúng sinh. Thiện thệ ngài nói thiện này, ân đức thứ năm, Nokha Guidu là ngài là bậc hiểu rõ các pháp thế gian. Cái người niệm ân đức Nokha Guidu này, ngài là thế gian giả. Đức Thế Tôn là bậc hiểu rõ các pháp thế gian. Đức Thế Tôn là bậc hiểu rõ các pháp thế gian. Nokha Guidu. Đức Phật là bậc hiểu rõ, biết rõ chúng sinh thế giới, cõi thế giới, pháp hành thế giới, nên gọi hiểu rõ thế gian là thế. Đức Phật hiểu rõ tất cả chúng sinh ở trong thế gian này, có loài sinh ra từ trứng, loài sinh ra từ thai, loài sinh ra từ nơi ẩm thấp, từ những chỗ hôi thối như xác chết ấy. Có loài sinh ra tự tại hóa sinh. Thì Đức Phật thấy được những cái chúng sinh đấy do cái nguyên nhân gì mà sinh ra từ trứng, do tạo cái nhân gì mà, do cái nghiệp gì mà sinh ra từ thai, có những cái chúng sinh tạo cái nghiệp gì mà sinh ra từ những cái nơi ẩm thấp, có những chúng sinh gì mà có cái nghiệp gì mà tự mà hóa sinh. Thì bây giờ mình mà sinh ra thì mình thích sinh ra từ đâu? Thích sinh ra từ trứng, thích sinh ra từ thai, hay là thích sinh ra từ nơi ẩm thấp, hay là thích sinh ra từ hóa sinh? Hóa sinh thì ví dụ sinh ra từ trứng thì là cái loài gì mình biết không? Biết rồi, gì như chim gà này, những cái loài gia cầm sinh ra từ trứng. Sinh ra từ thai thì là loài gì? Người. Sinh ra từ bào thai hết, người với nền trúc sinh. Sinh ra từ nơi ẩm thấp là loài gì? Giòi bọ. Ai mà có nằm mắm á, nên là mình ướp những cái xác chết thì nó sẽ có những giòi bọ nó hiện ra. Thì nó cũng là những chúng sinh, nó sinh ra từ nơi ẩm thấp, thấp sinh. Hay cứ chỗ nào mà có những cái xác, những cái thối tha, có nhiều những cái xác chết hay là những cái gì mà nó thối, tù đọng, thì nó sinh ra những cái chúng sinh, sinh ra từ đó là thấp sinh. Hóa sinh là cái loài sinh ra từ tự tại hóa sinh, những chết một cái hóa sinh ngay lập tức. Thì cái loài này cao thượng thì như các bậc chư thiên và các loài bậc phạm thiên cũng đều là những cái bậc hóa sinh, chết một cái là hóa sinh ngay lập tức, có sự trưởng thành luôn,
không cần phải tiến hóa từ nhỏ đến lớn. Hoặc là những cái cõi rất là khổ đau như địa ngục hay là ngã quỷ cũng là hóa sinh. Địa ngục, ngã quỷ, Atuna và các cái cõi chư thiên đều là hóa sinh hết, chết một cái hóa sinh ngay lập tức. Thế để cho mình chọn bốn cái này thì mình chọn đâu? Chọn cái nào cũng nguy hiểm hết. Đấy là gọi là chúng sinh thế giới. Đức Phật giác ngộ về chúng sinh thế giới, thấy được tất cả chúng sinh ở trong thế giới là thế, có bốn, được sinh ra từ bốn cái loại đó, bốn loại chúng sinh cõi thế giới. Thì Đức Phật thấy bằng cái trí tuệ giác ngộ của mình, thấy rằng ở trong thế giới có tới 31 cõi, hay còn gọi là tam giới, dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Cõi dục giới có 11 cõi, sắc giới có 16 cõi, mà vô sắc giới là có 4 cõi, tổng cộng là 31 cõi. Dục giới có 11 cõi là những cõi gì? Cõi thấp nhất là địa ngục, sau là cõi súc sinh là đứng thứ hai này, ngã quỷ là thứ ba này, Atula là thứ tư này, đến cõi người là thứ năm. Người là thứ năm, trên cõi người thì còn 6 cõi nữa là cõi gì? 6 cõi trời, tứ đại thiên vương, đao lợi thiên, dạ ma thiên, đâu suốt thiên, hóa nạp thiên và tha hóa tự tại thiên. Đấy gọi là 6 cái cõi trời dục giới, tổng cộng là 11 cõi. Đấy là cõi thuộc về dục giới. Còn sắc giới là có tới 16 cõi, 16 cõi sắc giới. Ví dụ một người chứng sơ thiền, ở sơ thiền có 3 cõi, nhị thiền 3 cõi, tam thiền 3 cõi, tứ thiền có, còn lại là các nạn ở tứ thiền. Sơ thiền 3, nhị thiền 3, tam thiền 3, 3, 3 là 9. Vậy còn tứ thiền có bao nhiêu cõi? Thì tất cả còn lại 7 cái cõi kia là 5 cõi tịnh cư thiên, cũng là của tứ thiền, nhưng mà phải là những bậc bất lai mới sinh về cái đó. Và 2 cái cõi tứ thiền nữa, nó là cõi quảng quả thiên và vô tưởng thiên. Thì gọi là 16 cõi sắc giới. Và vô sắc giới thì có 4 cõi là không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi tưởng xứ, là 10. Vậy là vậy được gọi là sắc giới, 16 cõi với vô sắc giới. Đây là những cõi phạm thiên, là 20 cõi phạm thiên. Còn lại đây là dục giới. Thì Đức Phật, cái trí tuệ của Đức Phật thấy được các cái cõi sống khác nhau như vậy. Bằng cái thiên nhãn của mình thì Đức Phật thấy tất cả các cõi sống này. Và có và cái Đức Phật có thể tự tại, có thể giao tiếp với tất cả những chúng sinh ở các cõi sống này. Có thể tự thân mình đi đến các cõi sống này được. Một tiểu thiên thế giới thì có 1000 thế giới. Như mình sống ở đây thì, nhưng cái trí tuệ của Đức Phật sẽ thấy này, trong một cái tiểu thiên thế giới nó có 1000 thế giới. Tức là một thế giới là có 31 cõi. Vậy thì một tiểu thiên thế giới này nó có bao nhiêu cõi? Nó sẽ có 31.000 cõi. Đấy là một tiểu thiên thế giới. Một trung thiên thế giới thì nó có 1 triệu thế giới. Một trung thiên thế giới thì bằng 1 triệu thế giới. 1 triệu thế giới thì có bao nhiêu cõi? Thì có 31 triệu cõi. Còn một đại thiên thế giới thì nó sẽ bằng 1 tỷ thế giới. Thì một đại thiên thế giới là 31 tỷ cõi. Mà Đức Phật thì thấy được tam thiên đại thiên thế giới. Tức là cái trí tuệ của Đức Phật ấy, thì thấy được 3.000 đại thiên thế giới như vậy. 3.000 đại thiên. Một đại thiên thế giới là bao nhiêu rồi? 31 tỷ cõi. Mà 3.000 đại thiên thế giới là bao nhiêu? Thì cái trí tuệ của Đức Phật là thấy được tam thiên đấy, tam thiên đại thiên thế giới là vậy. Ví dụ như Đức Phật có thể nghe được những cái âm thanh ở cái cõi đấy, thấy được chúng sinh ở cõi đấy bằng cái cách Đức Phật nhập vào tứ thiền, sau đó Đức Phật mở rộng cái ánh sáng đến cái cõi đấy. Đức Phật muốn thấy chúng sinh ở cõi nào thì chỉ mở rộng cái ánh sáng đến cái cõi đấy. Đức Phật tác ý nghe họ nói chuyện với nhau thì là nghe được, nhìn cái dung sắc của họ là nhìn được, tác ý xem là tâm họ nghĩ cái gì là biết, là họ nghĩ cái gì. Thì cái đấy là cái năng lực của Đức Phật. Hoặc là muốn nói chuyện với họ thì Đức Phật có thể dùng thần thông của mình đến cái cõi đấy để nói chuyện được. Đấy là cái năng lực của một vị Phật về cõi thế giới là thế. Đấy là cõi thế giới. Còn là pháp hành thế giới. Thế giới có một pháp,
tất cả chúng sinh được tồn tại nhờ vật thực. Đây là pháp hành, những cái pháp môn mà tu tập. Tu tập thì pháp hành tất cả chúng sinh được tồn tại nhờ vật thực, tức là tất cả những chúng sinh đều phải có cái vật thực thì mới sống. Thế giới có hai pháp là danh và pháp, danh pháp và sắc pháp. Thế giới này hoặc là có tâm hoặc là bằng thân. Danh pháp, tất cả những thế giới này chỉ là danh và sắc. Cái gì thuộc về vật chất thì nó thuộc về sắc tứ đại, cái gì thuộc về tinh thần là thuộc về danh. Vậy thì thế giới này chỉ có hai, một là vật chất và hai là tâm thức tinh thần mà thôi. Thế giới có ba pháp: thọ khổ, thọ lạc và thọ giả. Có những cái cõi thì thọ khổ, có cõi thọ lạc, có cõi thọ giả. Như cõi địa ngục thì thuần thọ khổ, có cái cõi thọ lạc. Như các cõi thiên giới thì thọ lạc, có cái cõi gì thọ giả, không khổ không lạc. Cái cõi nào là cõi thọ giả, cõi nào mà không khổ không lạc? Vậy có cõi cực lạc không? Có cõi cực lạc ở đây, có ai tin là có cõi cực lạc không? Ai hay cầu sinh về cõi cực lạc? Ở đây thì có cõi lạc cái thầy, cõi lạc cái này, có cõi lạc cực thọ lạc cái. Cứ cái cõi nào mà có cái sự an lạc thì đấy là cực lạc, là gọi là cõi lạc. Thế có người này có lạc không? Có người này có lạc, có người này có khổ không? Có khổ. Có người có xả không? Có xả. Vậy có người này có cả ba nhé, cực lạc cũng có, thiên đường cũng có, địa ngục cũng có. Mà cái loại trung bình nửa thiên đường nửa địa ngục cũng có. Có chư thiên thì nó có cái lạc. Ví dụ chư thiên ở dục giới thì cái lạc nó thấp rồi, chư thiên càng cao thì cái lạc nó càng cao. Có một cái cõi nào mà nó lúc nào cũng chỉ an lạc, lúc nào cũng an lạc à? Đó là có cái cõi tam thiền, có lạc với nhất tâm ấy. Như cái người nào mà chứng đắc đến tam thiền thì trong cái lúc mà người ta trú ở trong cái trạng thái tam thiền chỉ có lạc với nhất tâm, thì đến lúc chết người ta sinh về cái cõi tam thiền ấy, thiểu tịnh thiên, vô lượng tịnh thiên, biến tịnh thiên ấy. Đấy là cái cõi tam thiền, ba cái cõi đấy. Thì khi mà sinh về đấy thì cái tâm thức lúc nào nó cũng cái tâm tục sinh và cái tâm hữu phần, đó là cái tâm thọ lạc. Lúc nào người ta cũng thọ lạc, người ta về đấy người ta an trú ở tam thiền, và lúc nào người ta cũng cảm thọ sự an lạc, cảm thọ sự an lạc. Thì đấy được gọi là cõi thuần, thuần nhất hướng lạc, cõi thuần nhất hướng lạc. Còn đến cõi tứ thiền thì thuần nhất hướng xả. Những cái người chúng sinh mà sinh về cái cõi tứ thiền, tứ thiền thì có bao nhiêu cõi? Bảy cõi. Đó là năm cõi tịnh cư thiên, năm cõi tịnh cư thiên cộng với cõi quảng quả mà cõi vô tưởng. Thì những chúng sinh ở đấy chỉ có thọ xả không? Thọ xả là làm sao? Thọ xả là không khổ không lạc. Tức là ở cái cõi đấy, hỏi là ở đấy người ta có sẽ thì như ví dụ như ở cõi người thì người ta sẽ hỏi thăm nhau bằng cái câu này: lâu này bạn có ăn vui không? Có an vui không? Hay là chúc nhau là chúc được an vui nhé. Nhưng mà ở cái cõi này thì người ta có cái khái niệm về vui buồn không? Ở những cái cõi này người ta không có khái niệm thế nào là vui, thế nào là buồn hết. Người ta bảo nếu như mình mà lên đấy có hỏi là các bạn có an vui không? Nhưng mà vui là cái gì? Tôi chẳng bao giờ biết vui là cái gì cả. Thế hỏi là thế có buồn không? Buồn là cái gì? Người ta sẽ không biết thế nào là vui buồn hết. Không biết thế nào là cái trạng thái khổ và lạc, và ở trên đấy có khổ không? Khổ là cái gì? Ở trên đấy có sung sướng không? Người ta hỏi sung sướng là cái gì? Người ta sẽ hoàn toàn xa lạ với cái từ khổ và từ sướng. Nhưng mà ở người có người nào nói đến khổ không thì người ta có hiểu không? Người ta sẽ biết khổ là gì, sướng không thì biết sướng là gì. Nhưng mà ở cái cõi này, cái cõi tứ thiền, người ta không biết khổ là gì, không biết sướng là gì hết. Vì nó ở cái trạng thái không khổ không lạc. Thế thì trong ba cõi này mình thích ở cõi nào nhất? Thích cả ba hay là thích một hay là thích hai? Thế giới có bốn pháp: đoàn thực, thức thực, xúc thực và tư niệm thực. Đoàn thực là cho chúng sinh cần phải ăn,
bằng cái thức ăn vật chất, ví dụ như là cõi người nhà ngày ăn cơm cái gọi là đoàn thực, không ăn là sẽ chết. Thức thực có khi mình phải ăn bằng tâm, có khi thì ăn bằng cái sự xúc, có khi thì ăn bằng cái tư niệm thực, tư niệm thực. Ví dụ như là thức thực, có những cái người thì ăn bằng cái tâm thức của mình nó vui và mình sống bằng cái sự hỷ lạc này, cảm thấy nó không còn muốn ăn nữa. Hoặc là cái lúc mà mình buồn thì mình không cũng cảm thấy chán ăn, đó là cái thức của mình sống bằng cái thức. Xúc thực đó là cái sự tiếp xúc bằng tâm, ví dụ như là mà mình mắt tiếp xúc với cảnh sắc, mình cứ ngồi mình ngắm một cái cảnh sắc gì đấy nó đẹp quá mình quên ăn luôn, thì đấy là tiếp xúc xúc thực. Hoặc là mình nghe cái âm thanh gì nó hay quá, mình ai gọi đi ăn mà không đi đâu cứ ngồi nghe, thì đấy là xúc thực, quên đói luôn. Còn tư niệm thực, tư là ví dụ như là cái người đó mà nhập vào trong một cái tầng thiền, thiền tư, tư duy cao độ. Nên một cái người mà nhập trong thiền thì có biết đói không? Biết đói nữa. Ví dụ nhập vào trong cái trạng thái thiền, ví dụ như chúng sinh ở các cõi phạm thiên là người ta không cần ăn, các từ tất cả 20 cõi phạm thiên là người ta không ăn nữa, người ta sống bằng cái gì? Sống bằng tư niệm thực, sống bằng cái tầng cái tâm thiền. Tâm thiền người ta có cái thiền tư mạnh, người ta chú tâm trên một cái đối tượng, người ta sẽ không bao giờ suốt cái kiếp sống người ta không bao giờ ăn, mà người ta sống bằng cái này, tư niệm thực. Thì chúng sinh vậy, có chúng sinh đoàn thực, có người có chư thiên dục giới cũng ăn, còn có chúng sinh thì sống bằng thức thực, có chúng sinh thì sống bằng xúc thực, có chúng sinh thì sống bằng tư niệm thực. Thế giới có năm uẩn sắc thọ tưởng hành thức, đấy là năm uẩn. Có khi thì có một uẩn, có khi có bốn uẩn. Thế giới có sáu xứ, nội xứ là mắt tai mũi lưỡi thân ý, có sáu ngoại xứ là sắc thanh hương vị xúc pháp. Đấy là những cái sự giác ngộ về về gọi là Nokka Vidu, thế gian giải, tức là Đức Phật hiểu thấu suốt, thấu đạt, thấu rõ về thế giới và những cái chúng sinh sống ở các cái trạng thái về tâm thức và cái thân thể của chúng sinh ở các cái cõi sống đó, được gọi là hiểu, là một bậc thông thạo về các cái thế giới. Cái ân đức thứ sáu, Đức Phật là bậc điều phục những ai đáng điều phục, không ai bằng được những người đáng điều phục. Anuttaro Purisadama Sarati, vô thượng sĩ điều ngự trượng phu, Đức Phật là bậc vô thượng sĩ điều ngự trượng phu. Điều ngự ở đây có nghĩa là điều phục, hàng phục, hay là còn gọi là cái từ hàng phục. Hàng phục mình bắt người khác phải quy phục, quy thuận mình. Như bây giờ có cái nước lớn thì người ta đi chinh phục nước nhỏ. Cái người mà có sức mạnh thì người ta sẽ làm sao? Sẽ đi quy phục những cái người, sẽ bắt những cái người yếu phải quy phục. Thế còn Đức Phật thì làm sao? Đức Phật này, điều phục những người đáng điều phục, không ai bằng được. Điều phục như thế nào? Ngài điều phục cái người bất thiện trở thành người thiện. Ngài điều phục những cái người nào mà đang làm việc bất thiện, nhưng mà khi mà con xin quy y Ngài, mà được rồi, đã quy y ta thì từ nay phải thay đổi. Không được sát sinh, không được trộm cắp, không được tà dâm, không được nói dối, không được uống rượu nữa, có làm được không? Dạ, con làm được ạ. Như vậy là một cái sự mà điều phục người đấy, biến một cái người ác thành người thiện. Đấy là, vậy thì cứ người nào mà cứ quy y Phật là cái người đấy được Phật điều phục rồi. Đấy, điều phục người hung dữ trở thành người hiền lành. Có những cái người hung dữ như tướng cướp Angulimala, giết tới 999 người để lấy ngón tay kết thành cái chàng, thành cái vòng để đeo cổ này. Mà đến lúc mà gặp Đức Phật mà Đức Phật còn điều phục cho cái người đấy bỏ cái con dao chém giết xuống để trở thành một cái người tu hành, và sau này trở thành một bậc thánh nhân, điều phục người phàm phu trở thành thánh nhân. Có những cái người người ta còn là phàm phu tục tử, người ta còn sống ham những cái danh vọng vật chất ở thế gian, thế mà đến khi gặp Phật
tu tập một thời gian người ta trở thành một bậc thánh, người ta sống đời phạm hạnh, trở thành một bậc xuất thế, thì Đức Phật quá giỏi điều phục được như vậy. Ngoài ra có ai làm được vậy không? Điều phục những cái người mà đang sống ở gia đình mà trở thành người sống không gia đình, gặp Phật một cái là bỏ hết nhà cửa, bỏ hết vợ con để đi xuất gia. Chứ có ai làm được vậy không? Chỉ có Đức Phật mới làm được như vậy. Thì đấy là cái sự điều phục của Đức Phật. Có khi Ngài dùng lời nói để điều phục, có khi Đức Phật dùng lời nói để khuyên, răn, chỉ dạy, khai mở, phân minh cho người khác, thuyết giảng giáo pháp. Có khi Ngài dùng từ tâm để điều phục, có khi Ngài dùng cái tâm từ. Ví dụ như là Đức Phật trải tâm từ đến một cái người nào đấy, cái người đấy tự nhiên nhìn thấy Phật và cảm mến Đức Phật. Có một hôm có một cái người, có một cái vị, Đức Phật nói với A Nan là: kính bạch Đức Thế Tôn, bây giờ đến ở cái ngôi làng này có một cái người thì người ta rất là có uy quyền, xin Đức Thế Tôn hãy điều phục cái người này, làm cho người này trở thành người có tín tâm. Thì Đức Phật bảo cái điều đó không khó với Như Na. Thì Đức Phật chỉ cần nhắm mắt lại, rải tâm từ đến cái người đấy, tự nhiên cái người đấy cảm thấy nghĩ đến Phật và nó có một cái tâm cảm mến, và người đó phải chạy đến Đức Phật: con xin quy y Ngài, xin Ngài nhận con làm đệ tử, từ nay đến lúc mệnh chung con chọn đời quy ngưỡng. Thì Đức Phật có thể dùng cái tâm từ rải đến đâu một cái, tự nhiên cái người đấy, người ta nghĩ đến mình với một cái tâm hoan hỉ, bởi cái tâm nó tiếp xúc với tâm, nó truyền một cái năng lượng của cái tâm từ, nó làm cho cái người được rải tâm từ đấy trở nên thương nhớ mà chạy đến để quy phục với Phật. Hay là cái con voi say Dana Panaka là cái con voi say của vua của Devadatta. Con voi say là Devadatta, mà con voi say là của ông vua Asathe Devadatta, và thả ra để cho nó hại Phật khi mà Đức Phật đang đi khất thực. Mà cái con voi say nó rất là hung dữ, nó mà đến gần ai thì nó sẽ chà đạp chết người đó. Nhưng mà Đức Phật dùng cái từ tâm, lúc ấy Đức Phật khởi lên cái tâm từ và hướng đến cái con voi đấy, phải đến con voi. Tự nhiên con voi say khi mà nó đến Đức Phật, vì cái năng lượng từ tâm của Đức Phật làm cho nó thay đổi, nó khởi lên cái tâm thiện, khởi lên cái tâm quy phục, và nó quỳ xuống dưới chân. Quỳ xuống dưới chân, nó cắm hai cái ngà xuống, sâu xuống dưới đất, và nó lấy cái vòi nó chà lên bàn chân của Đức Phật. Thì đấy là điều phục được con voi say bằng cái tâm từ. Còn Dạ Xoa Anavaka này là một cái vị Dạ Xoa có thần lực rất là lớn, mà Đức Phật dám đi vào trong nhà, dùng thần lực đi vào trong nhà, ngồi lên cái tòa ngồi. Nên cái vị Dạ Xoa này về dùng đủ một loại thần thông, thần lực, nhưng mà không làm ảnh hưởng gì đến Phật. Thì lúc đấy Đức Phật dùng cái thần thông để điều phục Dạ Xoa Anavaka này. Thì có những cái tùy theo trường hợp, có những trường hợp thì có thể dùng lời nói để điều phục, có những cái trường hợp thì phải dùng tâm từ để điều phục, có trường hợp phải dùng đến thần thông để điều phục. Thì Đức Phật có đầy đủ các cái năng lực này, cho nên những cái chúng sinh có ngã bướng đến đâu Ngài cũng điều phục được. Bây giờ có ai dám xưng là mình bây giờ dám đi độ sinh, cứ đi đến những cái nơi nào chúng sinh hung dữ nhất để độ, để điều phục. Điều phục được ai? Thấy con voi say ta đến điều phục, thấy tên tướng cướp và ta sẽ đến để hàng phục nó. Thì Đức Phật mới có những cái năng lực này. Đức Phật là bậc vô thượng sĩ, tức là điều phục những cái năng lực của Đức Phật là bất khả, là vô giới hạn. Nhưng mà cũng chỉ có người có nhân duyên. Những người không có nhân duyên thì thôi, thì Đức Phật mới không điều phục được. Còn những ai có duyên thì Ngài điều phục, ai không có duyên thì Ngài không điều phục được. Còn nhiệm đến cái ân đức thứ bảy, Ngài là bậc thầy của các hàng chư thiên và nhân loại. Satha Deva Manusalam. Thì cái ân đức này là vậy. Đức Phật là bậc thầy của trời người, Đức Phật là bậc thầy của trời người. Thì nhiệm đến ân đức này thì mình phải suy tư được đến cái ý nghĩa của cái ân đức này. Ý nghĩa của cái ân đức này,
chư thiên, bao gồm cả các vị phạm thiên. Nhân là loài người, sư là thầy, thiên nhân sư. Thiên nhân sư là bậc thầy của trời người, Đức Phật là bậc thầy của cõi trời và cõi người. Ngài chỉ dạy con đường thoát khổ cho những chúng sinh có khả năng giác ngộ được sự thật, đó là chúng sinh ở cõi chư thiên và nhân loại. Thì khi Đức Phật thuyết pháp thì các hàng chư thiên và nhân loại chỉ mới nghe và giác ngộ được giáo pháp. Cho nên có khi Ngài thuyết pháp ở cõi người, và các hàng chư thiên đi từ trên cõi thiên giới đi về cõi người để nghe pháp. Nhưng mà Ngài thuyết pháp ở cõi thiên giới thì cõi người có nên đó để nghe pháp được không? Có người sẽ không nên đó để nghe pháp được. Chính vì vậy cho nên đây là cái mà Đức Phật đã lựa chọn ngay từ khi mà Đức Phật đi giáng sinh ấy. Khi mà Đức Phật giáng sinh là Đức Phật có sự lựa chọn, có lựa chọn là phải sinh ở cái cõi nào, sinh ở cõi nào để phù hợp, để thích hợp, để độ chúng sinh. Nếu bây giờ ta sinh ở cõi thiên giới, thành Phật ở cõi thiên giới thì mình sẽ bỏ rơi cõi nhân loại, không ai độ cõi nhân loại này. Vì nếu như Đức Phật có trở thành một vị Phật ở cõi thiên giới rồi đi xuống dưới cõi nhân loại này thuyết pháp thì cõi nhân loại này người ta sẽ nói sao? Ông là thiên thần, ông mới thành Phật được. Còn chúng tôi là những người trần, bằng da bằng thịt làm sao chúng tôi tu được? Thì người ta sẽ, cái cõi người người ta sẽ tự ti, người ta không có tu luyện. Và khi mà Đức Phật thành Phật ở cõi người thì người ta sẽ nghĩ là ồ, vị này cũng là con người, cũng bằng xương bằng thịt, mà vị ấy có thể tu đắc đạo, vậy thì ta cũng là con người bằng xương bằng thịt, ta cũng có thể tu đắc đạo được. Thì chính vì vậy mà khi Đức Phật thuyết pháp ở cõi người người ta mới nghe theo. Và các cái vị chư thiên thì người ta nghĩ làm sao? Ở cái cõi người nó bằng cái sắc thân vật chất thô thiển như vậy mà vẫn còn có thể tu đắc đạo được, có cái trí tuệ siêu việt như vậy, thì chúng mình ở cái cõi trời, mình là các vị chư thiên, thì tại sao lại không có thể tu tập được? Vậy là các vị chư thiên họ cũng sẽ tin và nghe và tu tập theo giáo pháp, và họ cũng có thể đắc đạo được. Thì thành Phật ở cõi người có thể độ được chúng sinh ở cả hai cõi trời và cõi người. Đấy, cho nên rằng truyền thống của tất cả các vị Phật chỉ có ra đời thành đạo, thuyết pháp và nhập niết bàn ở cõi nhân gian. Tức là tất cả các vị Phật đều sinh ra kiếp cuối cùng ở cõi nhân gian và tu hành và chứng thành Phật quả ở cõi nhân gian. Đấy là cái truyền thống của tất cả các vị Phật. Thế bây giờ nói là ở một cái cõi nào đấy có Phật không? Cõi thiên giới nào đấy có Phật không? Sẽ không có Phật ở cõi nào khác. Không có Phật đâu. Nhưng mà phương Đông, phương Tây, phương Nam, phương Bắc này, phương nào cũng có Phật thì sao? Nếu như có Phật ý, nếu như có Phật thì cũng là có Phật ở cõi người. Vì trong tam thiên đại thiên thế giới, trong tam thiên đại thiên thế giới thì khi mà một vị Phật này ra đời ở cõi người thì trong 10.000 hệ thế giới xung quanh sẽ không có vị Phật nào ra được. Tức là sẽ không có hai vị Phật cùng xuất hiện một lúc. Không bao giờ có hai vị Phật cùng xuất hiện một lúc, mà chỉ có một vị Phật xuất hiện trong mỗi một thời điểm, chỉ có một vị Phật. Và khi nào giáo pháp của vị Phật này phải không còn nữa, bị hủy diệt hoàn toàn rồi, thì mới có một vị Phật. Và sau đó, một thời gian rất lâu sau đó mới có một vị Phật tiếp theo xuất hiện. Ví dụ như ở cái kiếp trái đất này thì có 5 vị Phật ra đời. Và đến Phật Thích Ca là Phật thứ mấy? Phật thứ 4. Vậy là đã có 4 vị Phật ra đời. Sau Phật Thích Ca còn một vị Phật nào nữa? Sẽ còn một Phật Di Lặc nữa sẽ ra đời. Và bao nhiêu năm nữa, mấy năm nữa thì Phật Di Lặc ra đời? Mấy năm nữa đã Long Hoa Tam Hội đã ra đời chưa? Chỉ khi nào mà giáo pháp của Đức Phật này bị không còn nữa, tức là hủy diệt hoàn toàn, không còn ai biết đến Phật pháp tăng nữa, và ở cái giai đoạn mà Đức Phật Di Lặc ra đời sẽ còn rất là xa. Lúc đấy cái tuổi thọ con người nó phải lên tới 8 vạn tuổi thì lúc đấy Phật Di Lặc mới ra đời. Tức là cái tuổi thọ con người nó sẽ giảm xuống đến tột cùng là 10 tuổi, nó sẽ tăng lên đến tột cùng là 80.000 tuổi, rồi nó sẽ giảm xuống đến tột cùng là 10 tuổi, rồi nó lại tăng tiếp lên đến bậc tột cùng 80.000 tuổi, và lúc đấy sẽ
có Phật thì nặng ra được Phật cuối cùng ở cái kiếp trái đất này sẽ ra được. Vậy từ nay đến lúc đấy còn đâu ấy, từ nay đến lúc đấy còn đâu không, còn khá đâu đâu. Thế bây giờ nếu mình mà muốn ra đời ở cái thời mà có Phật Di Lặc ra đời thì mình có ra được không, có chờ được không? Chờ được, về cõi trời mình chờ, về cái cõi thiên giới hay cõi phạm thiên ấy, thì có thể chờ được. Ví dụ những người nào bây giờ người ta muốn gặp một cái vị Phật đấy thì người ta nguyện, bất người ta làm bất cứ thiện nghiệp gì người ta nguyện, nguyện cho con sẽ giác ngộ, sẽ chứng ngộ đạo quả trong thời Phật, trong thời Đức Phật tương lai. Hoặc là người ta nguyện chính xác một vị Phật nào đấy, thì nếu như cái thiện nghiệp của người ta mạnh thì cái ước nguyện đấy nó sẽ thành tị. Ví dụ như thời Đức Phật, tại sao mà Đức Phật chỉ giảng một bài pháp mà vô số chúng sinh giác ngộ? Là bởi vì những chúng sinh này người ta đủ hết ba la mật rồi. Khi người ta làm các việc phước, người ta nguyện ra khi nào giáo pháp của Phật Thích Ca ra đời, mong rằng con sẽ giác ngộ đạo quả, chứng đắc đạo quả trong cái thời giáo pháp của cái vị Phật Thích Ca này. Người ta nguyện sẵn như thế, và người ta trải qua hàng trăm ngàn kiếp người ta tu nguyện, nhưng mà người ta chỉ nguyện là khi nào mà Phật Thích Ca ra đời thì họ mới giác ngộ. Thì đến khi mà người ta gặp Phật ra đời thì lúc đấy là cái ba la mật nó đầy đủ rồi, người ta chỉ cần nghe một bài pháp người ta đắc đạo. Cho nên là Đức Phật giảng xong một bài pháp, vô số người chứng quả đắc các đạo quả dự niu nhất lai bất lai hoặc là a la hán. Đấy là bởi vì nó đầy đủ cái nhân duyên nó hội ngộ được đầy đủ, là do người ta đã tu luyện nhiều đời nhiều kiếp rồi, nhưng người ta chỉ chờ, người ta nguyện sẽ thành đạo ở trong cái giáo pháp của vị Phật đó mà thôi. Và niệm ân đức thứ 8, ngài là bậc có trí tuệ giác ngộ cao thượng, Buddha hay là Phật, hay là Nam mô Phật, Nam mô Buddha giá, Nam mô Buddha giá hay Nam mô Phật Đà. Hay cái người đấy có thể niệm là Buddha thì trong cái lúc mà niệm như vậy thì cái vị đó phải tác ý đến cái trí tuệ giác ngộ cao thượng của Phật. Ngài là bậc có trí tuệ giác ngộ cao thượng, ngài là bậc có trí tuệ giác ngộ cao thượng, Buddha. Thì cái từ Phật Buddha này có nghĩa là Phật, Buddha là Phật. Thì cái từ này là cái từ phổ thông nhất trong chín cái ân đức. Thì cái từ cái ân đức này là phổ thông nhất, người ta hay nói đến cái từ Buddha này nhiều nhất. Buddha này có nghĩa là Phật, Buddha cũng có nghĩa là Phật, cũng có nghĩa là giác ngộ. Cái cao quý nhất của Đức Phật là cái gì? Là cái trí tuệ giác ngộ. Đấy là cái thành tựu tối thượng nhất của một vị Phật, đó là trí tuệ giác ngộ. Thế mà thôi. Thì có nghĩa là ngài là bậc có trí tuệ thâm sâu, có trí tuệ rộng lớn, hiểu rõ được đúng chân lý sự thật của các pháp. Ví dụ như ngài giác ngộ tứ thánh đế, khổ cần phải biết ngài đã thấy, khổ cần phải thấy ngài đã thấy, tập đế cần phải đoạn, tức là tham ái cần phải đoạn, ngài đã đoạn, diệt đế cần phải chứng, ngài đã chứng, tức là các cái đạo quả niết bàn ngài đã chứng, đạo đế cần phải tu, ngài đã tu. Nên là ngài giác ngộ chân lý tứ thánh đế. Ngài có cái trí tuệ rộng lớn như là tứ tuệ phân tích từ vô ngại giải, thông tạm các ngôn ngữ, pháp ngôn vô ngại giải, thông suốt các pháp, nghĩa vô ngại giải, thấu suốt nghĩa lý thâm sâu, biện tải vô ngại giải, thuyết giảng một cách hoàn hảo các cái giáo pháp đó. Đấy là cái trí tuệ của Đức Phật. Đức Phật có tứ tuệ phân tích, có bốn cái tuệ phân tích này. Thì thời Đức Phật mà có những vị A-la-hán nào mà khi mà đắc đạo trở thành những cái bậc A-la-hán có tam minh lục thông và tứ tuệ phân tích, thì các bậc A-la-hán đấy được gọi là bậc đại A-la-hán. Như ngài A-la-hán được gọi là một bậc đại, như ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên vậy, ngài A-nan-đà vậy, ngài Ca Diếp, ngài Ca Chiên Diên, hay là những cái bậc đệ tử mà nổi tiếng có thể thuyết pháp một cách rộng rãi, thì là những bậc đệ tử đấy có tam minh lục thông và đi kèm với bốn cái tuệ phân tích này nữa, từ vô ngại giải, thông thạo ngôn ngữ. Những người mà có cái tuệ phân tích ấy, thì học ngôn ngữ rất là nhanh, pháp vô ngại giải, thấu suốt các cái pháp thâm sâu, nghĩa vô ngại giải, thấu suốt nghĩa lý, và biện tài vô ngại giải, có thể thuyết giảng một cách rộng rãi.
thuyết giảng một cách hoàn hảo. Đó là cái tứ tuệ phân tích. Có tứ tuệ vô úy, có bốn cái tuệ không sợ hãi. Chư pháp đẳng giác vô úy, vì thông suốt các pháp nên không sợ hãi. Nậu vĩnh tận vô úy, vì hết phiền não tham sân si nên không sợ hãi. Thuyết pháp chướng thuyết chướng pháp vô úy, vì thông suốt các pháp chướng đạo và các pháp tà đạo nên ngài nói pháp mà không có sợ hãi. Thuyết chướng pháp vô úy, tức là Đức Phật có thể nói ra những cái pháp, những cái pháp bất thiện một cách rõ ràng mà ngài không có sợ hãi. Những ngài nói pháp này là cái pháp chướng đạo. Ví dụ như là ngài nói tham dục là chướng đạo, sân hận là chướng, hôn trầm thủy miên là chướng, trạng tử hoài nghi là chướng, gọi là năm cái triền cái đấy, triền là chướng đấy, là những cái pháp chướng đạo. Ngài nói những cái pháp tu đạo và nó cũng nói đến những cái pháp chướng đạo để cho mình tránh, để mình đoạn trừ những cái chướng đạo này. Thuyết suốt đạo vô úy, thuyết suốt đạo vô úy, vì thông đạt con đường đi đến giải thoát nên ngài nói ra pháp giải thoát một cách không sợ hãi. Ngài nói về giới định tuệ, con đường đi đến giải thoát. Vì cái trí tuệ của Đức Phật thấy biết như thật, cho nên khi ngài nói pháp có một cái niềm tự tin, tức là một cái sự tự tin nó rất là mạnh mẽ, và nó truyền cảm hứng cho đến cái người nghe và làm cho cái người nghe đấy phát khởi được cái trí tuệ rất là lớn. Đó là tứ vô úy. Mười cái tuệ lực, và Đức Phật có mười cái tuệ lực: chi thị xứ, phi xứ trí lực, trí phân biệt chánh tà. Gọi là có chỗ còn có cái bài kinh gọi là Đức Phật là đấng thập lực. Thập lực tức là mười cái năng lực trí tuệ, mười cái năng lực trí tuệ nên gọi là thập lực. Thập lực của Phật, Đức Phật có thể phân biệt được chánh tà, thiện ác thì không ai bằng. Tam thế nghiệp báo trí lực, tuệ chi nghiệp và quả của nghiệp. Các cái nhân quá khứ sinh ra quả hiện tại, các nhân hiện tại sinh ra quả tương lai. Tam thế nghiệp báo trí lực, cái nghiệp báo nó có thể là mình gieo nhân ở quá khứ, mình bây giờ mình hưởng quả, rồi bây giờ mình gieo nhân thì sau này mình phải hưởng quả, nó liên quan đến nhau. Chí nhất thiết đạo chí lực, chí thông suốt con đường đi đến các cảnh giới. Nhất thiết đạo chí lực tức là cái con đường nào đi xuống địa ngục, con đường nào đi lên thiên đường, con đường nào sẽ trở lại nhân gian, cái con đường nào để trở thành một vị chư thiên, cái con đường nào trở thành vị phạm thiên, cái con đường nào để trở thành một vị Phật, con đường nào để trở thành một vị Bích Chi Phật, con đường nào trở thành một vị Thượng Thủ Thanh Văn, con đường nào trở thành một vị Đại Thanh Văn, con đường nào trở thành một vị Thanh Văn Thượng. Thì nó có con đường, thì Đức Phật là bậc thông suốt các con đường đi đến các cảnh giới đấy. Thông suốt, tức là ai bây giờ ai muốn đi đâu thì bây giờ cứ hỏi Phật, Phật sẽ chỉ đường cho mình đi đến đấy. Bây giờ bạn nói là con muốn lên trời thì Đức Phật sẽ chỉ đường làm sao? Đức Phật sẽ chỉ là mình, vậy thì con hãy giữ giới và bố thí, làm việc phước nhiều, con sẽ được lên trời. Con đường lên trời là thế. Chứ Đức Phật có dạy là con hãy xây một cái bậc thang lên trời không? Cái con đường. Bây giờ mà con muốn sinh về cõi Phạm Thiên, Phạm Thiên giới, thì Đức Phật sẽ chỉ con đường gì? Con hãy chịu khó ngồi thiền, đắc các tầng thiền sơ, thiền nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, thì con sẽ về cõi Phạm Thiên giới. Và bây giờ con muốn về cõi Cực Lạc giới, Đức Phật chỉ làm sao? Con sẽ ngồi chứng đắc tam thiền, thì con sẽ về cái cõi thuần hướng này, chứng đến tam thiền. Nếu bây giờ mà con muốn trở thành một người giàu có, thì Đức Phật sẽ chỉ đường cho mình trở thành một người giàu có, bằng là con phải bố thí thật nhiều vào. Bây giờ bảo con muốn trở thành một người có trí tuệ lớn, thì Đức Phật sẽ dạy mình làm sao? Con phải tạo cái nhân có đa văn, và tạo cái nhân về trí tuệ, về vô si. Vô si thì sẽ có trí tuệ lớn. Đấy thì cái con đường. Vậy thì bảo con muốn tránh, không muốn vào địa ngục, thì Đức Phật sẽ chỉ mình cái con đường tránh địa ngục, tránh ngã quỷ, tránh làm súc sinh. Thì đấy là nó có những cái con đường đấy. Gọi là chi nhất thiết đạo chí lực,
thông suốt con đường đến các cảnh giới. Chi chủng chủng giới chi nực, hiểu rõ ba ngàn đại thiên thế giới. Chi chủng chủng giới, tất cả vô số các cái thế giới thì Đức Phật thấy rõ ba ngàn đại thiên thế giới. Mình thấy được mấy thế giới? Chi chủng chủng dài trí lực, hiểu rõ tính cách của chúng sinh. Đức Phật biết rõ được những cái chúng sinh này có tánh tham, có chúng sinh có tánh sân, chúng sinh có tánh si, chúng sinh có cái tánh tín, chúng sinh có tánh tuệ, chúng sinh có tánh tư duy. Hiểu rõ cái căn tính của chúng sinh. Chi chúng sinh căn cơ thượng hạ trí lực, hiểu rõ cái tâm tính của chúng sinh. Người vô nhân, người nhị nhân, người tam nhân, người căn cơ bậc thượng, người căn cơ bậc trung, bậc hạ, căn cơ cao thấp của chúng sinh khác nhau. Chư thiền tam muội lực, hiểu rõ các pháp hành thiền, 40 đề mục thiền định, Đức Phật hiểu rõ và thông suốt. Túc mạng vô lậu trí lực, thấy rõ các kiếp sống quá khứ của chúng sinh. Thiên nhãn vô ngại trí lực, thấy rõ chúng sinh sau khi chết rồi sinh về đâu. Vĩnh đoạn tập khí trí lực, dứt hết các tập khí xấu của các kiếp quá khứ. Đối với một vị Phật thì không còn cái tập khí nào hết, cả những cái tập khí trong quá khứ nào dứt hết. Vì có trí tuệ cao siêu như thế, Ngài được tôn xưng là Phật Bút-thô, 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 Bút-thô. Thế là vì cái Đức Phật có những cái năng lực như vậy, có cái trí tuệ như vậy, cho nên rằng là Ngài có cái danh từ là Bút-thô, Phật. Vậy một cái người niệm ân Đức Phật Bút-thô, Bút-thô, Bút-thô mà, thì cái người đấy phải tư duy đến cái năng lực trí tuệ giác ngộ của Phật. Mà cái tâm của mình nó chìm vào cái ân đức ấy. Thế, niệm ân đức thứ 9 là Thế Tôn. Đức Phật là bậc thừa tự may mắn nhất những nghiệp quả công đức đã làm trước đây. Bhagavā, Bhagavā hay Thế Tôn, Bhagavā hay Thế Tôn. Thế Tôn là thế. Thế cái ý nghĩa của Bhagavā hay Thế Tôn, Thế Tôn là danh xưng có ý nghĩa là cao cả, kính trọng và tôn sùng. Vì Ngài từ bỏ tham sân si, Ngài không còn các lậu hoặc, các pháp được tận trừ, Thế Tôn xứng tên gọi. Từ bỏ hết tham sân si, không còn phiền não, không còn việc ác nữa, cho nên Ngài có danh từ là Thế Tôn. Thực ra Thế Tôn này rất nhiều ý nghĩa. Thế Tôn là cái từ nhiều ý nghĩa nhất trong chín cái ân đức của Đức Phật. Ví dụ bạn may mắn hạnh phúc, Bhagavata, tên là Bhagavato, được thể hiện bằng cái sự Đức Phật đầy đủ, có thân có đầy đủ trăm công đức. Như Đức Phật là bà có 32 tướng tốt, 87 đẹp, không có các nỗi nầm, thân hạnh phúc được người thế gian tin cậy, từ bỏ những nỗi nầm được tin cậy của người xuất gia. Thì Đức Phật là một bậc rất là may mắn, bậc rất là hạnh phúc. Có cái nghĩa Đức Phật là bậc thừa hưởng tốt nhất những nghiệp quả công đức đã làm trước đây. Để thành một vị Phật trải qua thời kỳ phát nguyện trong tâm là 9 A Tăng kỳ kiếp, thời kỳ phát nguyện ra bằng lời là 7 A Tăng kỳ kiếp, và trải qua hai thời kỳ này vị Bồ Tát được gọi là Bồ Tát bất định. Rồi đến khi được một vị Phật thọ ký thì Bồ Tát đó phải tích lũy 3 la mật ở 3 mức độ hạnh trí tuệ. Một vị Bồ Tát phải tu 4 A Tăng kỳ kiếp và 100.000 đại kiếp. Nếu một vị mà tu theo hạnh đức tin thì phải tu 8 A Tăng kỳ kiếp và 100.000 đại kiếp. Một người mà tu theo hạnh tinh tấn thì phải tu theo 16 A Tăng kỳ kiếp và 100.000 đại kiếp thì mới thành Phật. Đấy là cái tích lũy ba la mật trong một thời gian dài như thế. Cho nên khi Ngài thành Phật, Ngài được thừa hưởng lại những cái công đức mà Ngài đã tích lũy. Hành giả mới nhớ lại những đức tính hoặc những cái đặc tính ấy nơi Đức Phật. Vì lý do này nên Đức Thế Tôn là bậc A-la-hán. Vì lý do này nên Ngài là Thế Tôn. Tâm sẽ được buộc sạch bởi tham sân si và trở nên ngay thẳng nhờ cảm hứng từ đấng toàn thiện. Khi mình tưởng nhớ đến những cái ân đức này thì cái tâm thức của mình nó sẽ trở nên rất là cao thượng, nó trở nên rất là thanh tịnh, nó trở nên rất là an lành. Thì mình tưởng nhớ đến những cái ân đức cao thượng của Phật thì mình gieo những cái ân đức cao thượng đấy vào trong tâm mình. Người mà niệm ân đức Phật nhiều, mình toàn tưởng nhớ đến những cái đức tính cao thượng, thì cái người niệm ân đức Phật thì cái người đó sẽ dần dần trở nên cao thượng. Cái người nào mà tưởng nhớ đến Phật thì cái nhân cách của Phật nó sẽ ảnh hưởng vào cái nhân cách của người đó. Còn bây giờ mình tưởng nhớ đến cái gì thì mình sẽ ảnh hưởng đến người đó. Ví dụ bây giờ trong tâm mình hay ngưỡng mộ ai, mình hay nhớ đến ai, mình hay nhớ đến ai thì mình sẽ hay bắt chước cái tính cách của người đó.
hay bắt chước cái tính cách của người đó. Vậy thì bây giờ mình nhớ đến Phật, mình sẽ bắt chước cái tính cách của Phật. Hỏi này, có nên niệm danh hiệu như Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật không? Tại sao trong 9 cái ân đức này không có cái chỗ nào dạy là niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật? Đó là tên họ, tên họ, tên thế danh hay tên tục danh thuộc dòng tộc nội của Đức Phật. Cái dòng họ Đức Phật sinh ra ở dòng họ Thích Ca. Mà dòng họ Thích Ca thì có gì cao thượng, cao quý không? Chỉ là một cái dòng họ giống như cái dòng họ bình thường của mình ấy. Họ Trần, họ Nguyễn, họ gì đây. Giờ mình cứ nuôi những cái dòng họ ấy ra mà niệm thì có lợi ích gì không? Nên nó chỉ là một cái dòng tộc ở thế danh thôi. Ngoài ra thì Đức Phật còn có tên là Cù Đàm, là cái dòng tộc thuộc về ngoại tộc Nokia, tức là về họ ngoại của Đức Phật, về Hoàng hậu Maja là họ Cù Đàm. Thì có người người ta gọi Đức Phật là thưa ông Cù Đàm, thưa ngài Cù Đàm, Đức Cù Đàm hay là Đức Sakya. Hai tên họ tục danh này thường được dùng trong giao tiếp xã giao với xã hội hoặc với người ngoại đạo. Chỉ người ngoại đạo với những người ở xã hội, tiếp xúc ngoài xã hội thì người ta mới hay dùng những cái tên tục danh của Đức Phật. Ví dụ như bây giờ có những người xuất gia có tên tục danh, có tên pháp danh, nhưng mà khi mà đi ra ngoài đời thì người ta không gọi mình bằng cái tên pháp danh mà người ta cứ gọi mình tên tục danh để xã giao với đời như thế. Nhưng mà ở trong đạo thì người ta sẽ dùng cái tên pháp danh. Những người cùng đạo, đồng đạo với nhau thì mới tôn trọng nhau, mới gọi nhau bằng cái tên pháp danh. Cũng vậy, mình là người con Phật, mình có xã giao với Đức Phật không? Xã giao với Đức Phật à? Mà mình phải có cái tâm tôn kính Đức Phật, mình không có dùng cái tâm tên tục danh. Không nên tưởng niệm đến cái tên tục danh của Phật. Gọi tên tục danh nghe thô quá. Nhưng mà bây giờ có cái ông sư thì ông có cái tên đời với tên đạo thì mình thích gọi tên gì? Thì gọi bằng cái tên đời thì nó biết là cái tên đạo. Thì cái người tôn trọng thì gọi cái tên đạo, còn tên đời thì nó mang tính xã giao. Những người đệ tử Phật thì thường dùng một trong 9 ân đức cao thượng để bày tỏ lòng tôn kính với ngài. Thì cái nó sẽ có ý nghĩa hơn dùng một trong 9 cái ân đức đấy. Cho nên ở đời thì mình là người Phật tử, mình phải gọi Đức Thế Tôn, Đức Phật, Đức Chánh Đẳng Giác, Đức Minh Hạnh Túc Thiện Thệ, Đức Thiện Thệ, Bậc Thiện Thệ. Thì dùng những cái tên đấy nghe nó có cái sự trân trọng, cung kính, cao thượng. Chứ mình gọi Đức Thích Ca, Đức Thích Ca. Nếu như Đức Phật còn tại thế mình có dám gọi này, Bạch Đức Thích Ca, Bạch Đức Thích Ca. Vì này Bạch Đức Thế Tôn thì cái câu gì nó nghiêm trang hơn. Đức Thế Tôn nó sẽ nghiêm trang hơn phải không? Còn mình dùng Bạch Đức Thích Ca nghe nó hơi sốc một tí. Vậy thì bây giờ mình niệm là Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật với lại kính lễ Đức Thế Tôn, thì cái từ nào nó sẽ hơn, trân trọng hơn? Thì kính lễ Đức Thế Tôn sẽ trân trọng hơn, kính Bạch Đức Thế Tôn trân trọng hơn. Vì vậy cho nên là sẽ niệm đến cái ân đức là kính lễ Nam Mô Ta Sa đấy, là kính lễ Đức Thế Tôn bậc A La Hán đấng chánh đẳng chánh giác. Nam Mô Ta Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nếu mà niệm Phật trong các nghi lễ thì mình nên niệm cái câu đấy, Nam Mô Ta Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa, thì nó có cái sự tôn trọng và cung kính đối với Phật hơn là Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vì cái đấy là cái câu Nam Mô Bổn Sư là hơi xã giao tí thôi, tên tục danh của Phật. Giờ hỏi tiếp là chỉ tu một pháp môn niệm Phật thì có đi đến giải thoát không? Bây giờ có người mà một đời một câu niệm Phật có đi đến giải thoát không? Niệm Phật có thành Phật được không? Có ai niệm Phật mà thành Phật không? Niệm Phật đi đến giải thoát không? Niệm Phật có thành Phật không? Nếu đắc thiền niệm Phật thì cũng chỉ đạt được tâm thiện dục giới. Nếu một cái người mà niệm Phật đến nhất tâm, người đó sẽ đạt được đến sự niệm Phật, và người thì có thể trú trong cái pháp thiền niệm Phật đấy một ngày, một tháng, một năm hoặc là một đời, thì cái vị đấy vẫn đang trú ở trong cái nội tâm dục giới, mặc dù cái tâm đấy là tâm thiện cao thượng.
Nên dù có niệm Phật đến suốt đời thì cũng chỉ tạo được những thiện nghiệp cao quý ở cõi dục, và nó cho quả sinh trở lại cõi dục để hưởng phước hữu nậu. Còn muốn giải thoát thì phải thực hành thiền Vipassana, chứ không có cái chứ không phải là mình chỉ tu một pháp môn mà mình sẽ đi đến giải thoát. Cái con đường đi đến giải thoát khác, niệm Phật khác. Niệm Phật nó chỉ là một cái bước đầu tiên. Còn nếu mình mà đạt muốn bước lên những bước thứ hai thì mình phải đi tiếp, không được dừng lại ở một cái bước chân đầu tiên này. Một người bắt đầu vào đạo thì mình phải thuần thành cái pháp môn niệm Phật. Đó là mình thực hành thiền niệm Phật cũng được, hoặc là mình học pháp rồi mình cảm nhận được cái ân đức của Phật ở trong giáo pháp. Cái người nghe pháp mình sẽ cảm nhận được cái ân đức của Phật trong giáo pháp. Mình một cái người ta đọc một cái bài kinh, người ta cảm nhận được cái ân đức của Phật ở đây. Và người ta tưởng nhớ đến các cái ân đức của Phật. Sau đó người ta mới sinh ra cái tâm tịnh tín, mới có cái niềm tin, có cái lòng cung kính Phật, mới có niềm tin với giáo pháp của Phật, và mình mới thực hành theo cái giáo pháp của Phật. Thì cái đấy là cái điều quan trọng nhất, là cái nền tảng đầu tiên. Cái niệm Phật nó là một cái nền tảng, cái bước đầu tiên, và sau đó mình phải lên những bước cao hơn. Đó là mình phải tiến lên thực hành thiền Vipassana để đi đến cắt đứt được tham ái và chứng đắc được thánh đạo thánh quả. Mục đích hành thiền niệm Phật để làm gì? Mục đích niệm Phật là để làm gì? Tôi từ cái ngày tôi từ dạo này là tôi ăn chay niệm Phật rồi. Niệm Phật để làm gì? Hỏi mấy cái người mà đi chùa niệm Phật thì người ta bảo, hỏi niệm Phật để làm gì, người ta sẽ trả lời làm sao? Niệm Phật để thành Phật thôi. Niệm Phật để phát triển niềm tin và bậc giác ngộ và tinh tấn thực hành theo giáo pháp mà Ngài đã thuyết giảng. Vậy thì niệm Phật để mình có niềm tin. Cái niềm tin là cái nền tảng đầu tiên của tất cả những điều thiện này. Và bây giờ mình muốn đi đến giải thoát thì mình phải có niềm tin với giáo pháp giải thoát đấy. Thì sau đó mình mới thực hành giáo pháp giải thoát đấy. Đấy là lý do, là mục đích mình cần phải niệm Phật. Niệm Phật thì được những lợi ích gì? Được cái lợi ích gì mà niệm Phật? Lợi ích của niệm Phật này: phát sinh uy đức, được chúng sinh kính trọng. Một cái người niệm Phật sẽ tự nhiên cái người đấy sẽ có một cái uy đức lớn, được chúng sinh, cả chư thiên và nhân loại sẽ tự nhiên sẽ cung kính cái người đó. Bởi vì làm sao? Bởi vì làm cái nhân cách của Phật nó sẽ ảnh hưởng vào cái nhân cách của người niệm Phật. Người niệm Phật là tâm hay tưởng nhớ đến Đức Phật, người đó sẽ đàng hoàng giống như Phật, nghiêm trang như Phật. Và người đó sẽ có cái tình thương cũng gần giống như Phật, có cái trí tuệ gần giống như Phật. Thì lúc đấy là tự nhiên nó sinh ra cái uy đức. Cái người nào hay tưởng nhớ đến Phật, tự nhiên người đó sẽ uy đức. Ví dụ cái người mà hay tưởng nhớ đến những người xấu xa thì cái tâm họ cũng sẽ xấu xa. Người ta tưởng nhớ đến những người cao thượng thì cái tâm người ta sẽ cao thượng. Thế là đấy là cái lý do. Cái lợi ích đầu tiên nó sẽ phát sinh, đó là người đó tự nhiên trở nên một người có uy đức, một người đáng được cung kính, đáng được kính trọng. Tại sao những người đi tu lại được mọi người kính trọng? Bởi vì cái người đi tu là cái người đấy, cái tâm hay lấy Phật, hay nhớ đến Phật, hay nghĩ đến Phật. Cho nên là sẽ có cái sự nó cao thượng, tất cả mọi cái nó sẽ khác với những cái người tục. Người tu nó khác với người đời, người tục hơn. Đó là vì cái tâm nó hay nghĩ đến Phật, lúc mọi hành động, mọi lời nói, mọi suy nghĩ đều lấy Phật ra làm tấm gương, đều lấy Phật ra làm tiêu chuẩn, đều bắt chước Phật, đều hành theo Phật. Cho nên là cái người tu nó sẽ có một cái sự thay đổi lớn. Thay đổi lớn mà thay đổi giống ai? Thay đổi thì giống ông Phật, thì giống Đức Phật. Thì lúc đấy nó gọi là phát sinh được uy đức, được chúng sinh kính trọng và có tâm thanh tịnh hoan hỷ. Nếu đã nhớ đến Phật, tưởng nhớ đến Phật, cái tâm nó sẽ thanh tịnh. Tâm nó thanh tịnh nên là nó không có những ô nhiễm tham sân si. Người tưởng nhớ đến Phật thì nó sẽ chế ngự được cái tâm tham sân si, bớt nghĩ đến những cái chuyện dục lạc thế gian, những cái chuyện sân hận si mê, những cái chuyện bất thiện ở thế gian, thì cái tâm nó sẽ thanh tịnh và luôn luôn có cái tâm hoan hỷ cung kính với Phật. Nhiếp phục được sợ hãi và khiếp đảm. Người niệm Phật thì sẽ không sợ hãi khiếp đảm. Bởi vì sao? Bởi vì cái người niệm Phật mà có hiểu Phật,
thì mình biết rồi. Ở thế gian này có ai mà bắt uy hiếp được Phật không? Có ai mà làm cho Phật phải sợ không? Không có một cái chúng sinh nào ở trong tất cả các thế giới này, từ các cái hàng chư thiên phạm thiên cho đến các hàng ma giới thiên giới, chư thiên và nhân loại, không ai có thể làm cho Phật sợ hãi được. Thì cái người niệm Phật biết trên thế gian này tất cả những chúng sinh trên thế gian này nó có cái giới hạn, còn Đức Phật là một bậc có vô hạn, có cái tâm thức vô hạn. Đức Phật là một cái bậc cao thượng nhất, mà thế gian không còn một cái chúng sinh nào cao thượng hơn. Về tất cả về các cái năng lực thần thông cũng không ai bằng Phật, năng lực trí tuệ không ai bằng Phật, cái năng lực đức hạnh không ai bằng Phật. Vì vậy cho nên mình chỉ cần tôn thờ Phật là đủ rồi. Mình sẽ thấy không ở trên thế gian không còn mình, khi mình đã tôn kính Phật rồi thì mình sẽ thấy trên thế gian này không còn ai đáng để cho mình về ngưỡng mộ, đáng cho để cho mình đi theo nữa. Thì mình biết là chỉ có Phật là cao, là tuyệt đối cao thượng nhất. Còn tất cả những vị khác mà còn có giới hạn. Cho nên mình sẽ không còn biết sợ hãi bất cứ một cái điều gì. Ví dụ Đức Phật cũng từng dạy là nếu như có một cái người nào đó mình đi đến chỗ nào mình cảm thấy rùng rợn, lông tóc dựng ngược, tức là có một cái gì đó mà mình cảm thấy nó ghê ghê sợ sợ, như là mình ghê sợ một cái năng lực phi nhân nào đấy, thì lúc đấy mình chỉ cần tưởng nhớ đến các ân đức của Phật. Đức Thế Tôn là mà một cái bậc A-la-hán ứng cúng, chánh biến chi minh hạnh túc thiện thể thế gian giả, vô thượng sĩ điều ngự chữ phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn, thì cái sợ hãi và khiếp đảm đấy sẽ được tránh xa, mình sẽ hàng phục được cái sợ hãi và khiếp đảm này. Và Đức Phật nói trong cái bài kinh lá cờ, kinh đầu lá cờ, lúc đấy kinh đầu lá cờ Đức Phật nói là khi mà vua trời Đế Thích mang quân đi đánh nhau với Atuna, thì lúc đấy vua trời Đế Thích mới dặn cái đội quân của mình rằng là này thiên này các cái thiên binh, khi nào mà sợ hãi, các ông mà sợ hãi thì các ông hãy nhìn lên đầu lá cờ của ta, hoặc là nhìn lên đầu lá cờ của các vị tướng quân này, nhìn vào cái đầu lá cờ đấy nó sẽ hết sợ hãi. Nhưng mà khi lâm trận thì ông vua Đế Thích ông cũng sợ hãi, ông ấy sợ mà, ông còn sợ ông bỏ chạy thì quân của ông ấy cũng sợ chạy hết. Bởi vì Đức Phật nói rằng mặc dù Đức ông vua ông nói thế, nhưng vì ông ấy còn tham sân si cho nên ông còn sợ hãi. Còn như nay dạy rằng này các con, khi nào mà có cái sự sợ hãi thì hãy nhớ đến cái ân đức của Phật. Đức Thế Tôn là bậc ứng cúng chánh biến chi minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng sĩ điều ngự trường phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn, thì các con sẽ hết sợ hãi. Bởi vì làm sao? Bởi vì như nay không còn sợ hãi nữa, bản thân Đức Phật không còn sợ hãi nữa, cho nên là ngài mới có cái sự tự tin mà nói rằng là ai tưởng niệm đến cái ân đức của ngài sẽ hết sợ hãi. Còn một vị vua trời trong lòng còn sợ hãi mà bảo người ta hết sợ hãi thì người ta không hết được, ra không hết. Còn Đức Phật là bậc đã hết sợ hãi, nên là tưởng nhớ đến Phật thì mình sẽ hết sợ hãi. Vì vậy thì trong tất cả những cái đấng mà đáng để tôn kính thì Đức Phật là bậc đáng để tôn kính nhất, thì mình tưởng nhớ đến ân Đức Phật. Như đang được sống gần với Phật, một người mà niệm Phật thì mình cảm thấy như mình đang được sống gần với Phật. Và khi mà lâm chung thì tâm được định tĩnh, khi lâm chung mình niệm ân Đức Phật thì tâm mình được định tĩnh. Sau khi mệnh chung được sinh ở cõi này, có đủ tam nhân, có dung sắc cả ái, có thân, có mùi thơm, miệng có mùi thơm, có trí tuệ quảng đại, có trí tuệ thâm sâu. Người niệm ân Đức Phật như thế, có trí tuệ sắc bén, có trí tuệ nhanh nhẹn, có trí tuệ phong phú, có trí tuệ phi thường, nói lời hay, có lợi ích. Người hay niệm Phật chỉ nghe đến danh hiệu Phật liền phát tâm tịnh tín. Thế như là trưởng giả các cô độc chỉ nghe đến mỗi tên Đức Phật ra đời, là khi mà nghe thấy tên, khi mà ông cấp cô độc thì ông ấy sinh ra ở cái đất nước ở cái nước của vua Kosala, nước Xá Vệ, ở cái nước ở ông ấy sinh ra, mà khi mà ông ấy đến cái nước của vua Tần Bà Sa La, là ông ở cái nước của ông vua Pasenadi, ở Xá Vệ quốc, mà khi mà ông sang nước Ma Kiệt Đà, cái nước của vua Tần Bà Sa La buôn bán, ông nghe nói là Đức Phật thành Phật,
ở trên cái đất nước của vua Tần Bà Sa Na, nước Ma Kiệt Đà này, thì ông chỉ nghe đến tên Phật thì tự nhiên ông, cái tâm của ông nó gắn liền với những cái danh hiệu Phật này. Lúc nào trong tâm Đức Phật, Đức Phật, Đức Phật, Buddha, 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 chỉ có tưởng nhớ đến Phật như vậy, mà tự nhiên nó giống như là một cái đề mục thiền, đã mình đã niệm Phật thuần thục ở trong quá khứ, và lúc ấy cái từ Phật nó cứ liên tục nó hiện lên trong tâm, cứ bút thô bút thô bút thô, nó cứ hiện, nó cứ khởi lên liên tục. Và cho nên là đêm hôm đấy ông nằm ngủ mà nó cứ tỏa sáng rực rỡ, cái tâm nó đắc định ngay lập tức, đắc định ngay khi mà nghe đến cái tên bút đô bút thô một cái là đã đắc định, cái từ nó cứ liên tục ở trong đầu, và cái nó tỏa sáng lên, ông tưởng là trời đã sáng rồi, nên ông đi suốt đêm, sáng sớm đã đến được cái tịnh xá Trúc Lâm, và ông nghe Đức Phật giảng pháp ngay từ lúc tờ mờ sáng đã chứng được sơ quả dự niệm. Còn sau này ông mới thỉnh Đức Phật về xá vệ, và ông mới cúng dường cái khu vườn vườn cây của Thái tử Kỳ Đà, mua cái vườn cây cúng dường và thành lập nên cái tịnh xá Kỳ Viên. Thì cái đấy là một cái người đã có cái nhân niệm Phật trước rồi, cho nên bây giờ nghe đến Phật một cái tự nhiên có cái tâm tịnh tín ngay lập tức. Nghe đến cái chuyện nghe đến Phật là hoan hỷ, giờ cứ nghe đến Phật là hoan hỷ, nhìn thấy Phật là hoan hỷ, thì đó là cái người đã thực hành thiền niệm ân Đức Phật, là nó sẽ tạo cho mình có một cái chủng tử, có một cái nhân duyên rất là sâu nặng, rất là sâu sắc đối với Đức Phật. Đây là cái lợi ích của cái việc niệm ân Đức Phật. Người niệm ân Đức Phật thì đời đời sinh ra mình sẽ là Phật tử, mình sẽ không có đi theo ngoại đạo. Nếu mà đời này chịu có niệm ân Đức Phật thì còn ngoại đạo có đến dụ dỗ mấy mình không tin theo. Đời sau sinh ra, nếu mình chẳng may có sinh ra ở một cái quốc độ mà không có đạo Phật, mình cũng sẽ bỏ quốc độ đấy, mình tìm đến cái quốc độ có đạo Phật để mình theo đạo Phật. Đảm bảo được cái duyên nó sẽ sâu như vậy, cho nên phải chịu khó niệm Phật. Hết cái bài niệm ân Đức Phật này, đấy là thiền niệm ân Đức Phật. Còn người mà thực hành thiền niệm hơi thở mình kết hợp cũng được, kết hợp 15-30 phút đầu niệm ân Đức Phật, sau đó chuyển sang niệm hơi thở, hoặc là khi niệm hơi thở mệt rồi thì chuyển sang niệm ân Đức Phật. Và có 9 cái ân đức đấy để cho mình niệm, chọn một trong 9 ân đức nào dễ nhất thì mình niệm.